chương 1620, tiên cốt ra, lão phu, công dương vũ, công dương vũ nhạt nói, lời nói ở giữa, phát tán lại là một cỗ vương giả khí tức. Chín lần lôi kiếp cùng chín lần lôi kiếp, cũng chia thực lực cao thấp, cái này công dương vũ, hiển nhiên vượt xa phong thiên hành đám người. Sau lưng, hẳn là có tới thất đại yêu tướng, mỗi một cái yêu tướng khí tức, vậy mà đều là chín lần lôi kiếp. Oanh, cũng tại thời khắc này, khác một bên, hư không cũng là đồng dạng chấn vỡ. Trong đó, một đám quanh thân sóng biển vây quanh võ giả đi ra. Bản tôn Hải Vân Tâm, Hải Vân Tâm lúc này mở miệng, trên thân một cỗ nữ chi trí tôn khí tức tỏa ra mà ra. Bên người, hắc giao một thân áo giáp màu đen, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Đằng sau một đám võ giả, khí tức đều là cường hoành vô cùng. Vạn giới đệ nhị giới, thương hải giới. Cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, một phiến hư không toàn bộ than sụp đổ xuống, tiếp lấy toàn bộ vỡ nát. Vỡ nát trong hư không, một đám chân đạp phi kiếm võ giả gào thét mà ra. Những võ giả này, trên thân khí tức, đều là cực kỳ cường hãn. Phía trước nhất, là một tên đạo cốt tiên phong lão giả, lão giả mi tâm bên trên, mang theo một cái cổ điển hình kiếm ấn ký. Lão phu côn luân đạo nhân, côn luân đạo nhân, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, lấy một loại bể nghế thiên hạ khí thế, mở miệng. Tất cả mọi người, đều là sắc mặt biến hóa, thiên linh tiên vực phía dưới, mấy vạn giới diện, bài danh thứ nhất, côn luân giới. Mà giờ khắc này, Thanh Tuấn, Thanh Dính, cùng chu ngũ hành đám người ánh mắt, là đều là tập trung ở côn luân đạo người bên cạnh thanh niên bên trên. Kiếm vô tình, vạn giới lịch luyện bên trong, thể hiện ra cực kỳ kinh khủng thiên phú và thực lực, nếu không có phong nghịch, hắn tất nhiên là vô địch tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn ra, kiếm vô tình trên thân, tản ra khí tức, đã đạt tới 9 lần lôi tiếp. Còn có nghe đồn, hắn thực lực, đã siêu việt côn luân đạo nhân, có thể nói, hắn đã đứng tại hạ giới đỉnh phong. Cái này, chính là kiếp nạn. Thượng thanh lão tổ, nhìn lấy bên trên bầu trời, phần đông cường giả, giờ khắc này, không khỏi tự nói. Mấy trăm giới diện, hơn vạn lôi kiếp cường giả giáng lâm, trong đó thậm chí còn có xếp hạng thứ 10 giới diện cường giả. Những người này, cùng một chỗ tiện tay một trường, cái này cửu châu giới chỉ sợ liền muốn triệt để hủy diệt. Vù, cũng tại thời khắc này, cửu châu bên trên, cửu đại dị tượng hào quang càng thêm óng ánh đứng lên trận trận kinh khủng linh khí trong nháy mắt bộc phát mà ra lan tràn thiên địa trong lúc nhất thời toàn bộ giới diện người trong mắt đều tràn đầy vẻ nóng bỏng bọn hắn đã hận không thể tức khắc sông đi lên tất cả mọi người hiểu rõ tiên cốt lập tức phải xuất thế côn luân nói thế nào công dương vũ nhìn về phía côn luân đạo nhân mở miệng hải vân tâm cũng là nhìn về phía côn luân đạo nhân tiên cốt tranh đoạt vẫn là muốn có cái quy củ người muốn một người thu được tất cả không thể trong lúc nhất thời mấy trăm giới diện võ giả toàn bộ nhìn về phía côn luân đạo nhân phần đông giới diện chỉ có côn luân giới tối cường côn luân đạo nhân cùng kiếm vô tình đã cơ hồ là hai cái vô địch tồn tại trận này tiên cốt tranh đoạt hiển nhiên rất nhiều chuyện côn luân giới nổi lên tính quyết định tác dụng côn luân đạo nhân trực tiếp mở miệng tiên cốt xuất thế đại gia đều bằng bản sự bản tôn ít nhất phải đạt được một khối tiên cốt cách khác tiên cốt ai có bản lĩnh ai liền cầm như là không có bản lãnh trách không được người khác đại gia nghe đến lời này lúc này mới yên lòng lại lấy côn luân giới thực lực đạt được một khối tiên cốt là việc tất nhiên mà côn luân đạo nhân không có bá đạo muốn lấy đi toàn bộ đại gia cũng liền đều có cơ hội vù cũng tại lúc này cái kia thanh châu bên trên kim sắc sơn mạch bỗng nhiên hào quang nộ phóng đứng lên oanh tiếp theo tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới cái kia kim sắc sơn mạch bỗng nhiên tan vỡ tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một cái kim sắc xương cốt từ cái này tan vỡ bên trong dãy núi, chậm rãi dâng lên. Tiên cốt, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được cái kia kim sắc xương cốt bên trên khí thức khủng bố, bên trong đôi mắt vẻ nóng bỏng, đạt đến cực hạn. Đây là, thượng thanh đạo nhân, ánh mắt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, cái này kim sắc xương cốt bên trên, mang theo rất nhiều kim sắc sợi tơ, những cái này tơ vàng sợi tơ, kết nối tại đại địa bên trên. Ha ha, vật này, là bản tôn. Phong Thiên Hành vốn là canh giữ ở Thanh Châu Sơn mạch bên cạnh, giờ khắc này, hắn cách cái kia Kim Sắc xương cốt gần nhất. Thân là thần hành giới giới chủ, đừng không dám nói, nhưng luận tốc độ, hắn tự hỏi tại vạn giới bên trong, hiếm có địch thủ. Giờ khắc này, tốc độ kia bộc phát đến cực hạn, chớp mắt ở giữa, hắn chính là đi tới nơi này Kim Sắc xương cốt bên cạnh. Lưu lại tiên cốt, đừng muốn cướp đoạt, tiên cốt là lão phu. Cùng lúc đó, vô số cường giả, sau này phương gào thét mà tới. Bọn hắn ánh mắt đều là mang theo xích hồng. Đây là tiên cốt a, chỉ muốn lấy được liền có thể phi thăng, đây là vô cùng tạo hóa, tất cả mọi người điên cuồng. Bất quá, Phong Thiên Hành lại là nhanh nhất, hắn người thứ nhất đi vào kim sắc xương cốt trước mặt, bỗng nhiên liền đem cái này xương cốt bắt lấy, tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát. Oanh, nhưng mà, cái này kéo một phát phía dưới, cái này kim sắc xương cốt bên trên cái kia rất nhiều kết nối đại địa sợi tơ, cũng là đi theo chấn động mạnh một cái. Lúc này Thanh Châu bên trên, cái kia dãy núi làm trung tâm phương viên ngàn trượng phạm vi, đại địa trong nháy mắt dạn nước tan vỡ. Không tốt, động đất. Đừng sợ, có lão sư tại. Chạy, chạy mau. Vùng núi này vị trí, khoảng cách thanh long học viện rất gần. Giờ khắc này, toàn bộ thanh long học viện đều bị liên lụy, đại địa không ngừng dạn nước phía dưới, từng tòa lớp học rền vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người mai táng ở trong đó. Dừng tay. Giờ khắc này, thượng thanh đạo nhân đôi mắt xích hồng, một tiếng quát lên hừ người để bản tôn dừng tay bản tôn liền dừng tay sao không nghĩ tới cái này tiên cốt còn kết nối đại địa thực sự là phiền phức lần này phong thiên hành chín lần lôi kiếp tu vi lực lượng bộc phát tiếp tục bỗng nhiên lôi kéo rầm 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 đại địa rền vang chấn động thanh châu bên trên rạn dạ nước chỗ càng nhiều toàn bộ thanh long học viện toàn bộ hóa thành phế tích hỗn trướng, giờ khắc này thượng thanh đạo nhân triệt để nổi giận chỉ thấy một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra Phốc, kiếm quang này nhanh chóng vô cùng, Phong Thiên Hành căn bản chưa kịp phản ứng. Tiên huyết bắn tung tóe, Phong Thiên Hành nắm lấy kim sắc xương cốt cánh tay kia, trực tiếp bị Thượng Thanh đạo nhân một kiếm chặt đứt. Một màn này, để sau lưng trùng sát mà đến người, lúc này liền là dừng lại. Đại gia vốn cho rằng, cái này Cửu Châu giới người đã bỏ đi chống cự, cho rằng bọn họ những người này đều là sâu kiến, không nghĩ tới hội xuất hiện một cái cường giả như vậy, vậy mà trực tiếp động thủ. Ngươi dám động thủ? Phong Thiên Hành bưng bít lấy chính mình trống giống tràn đầy tiên huyết đầu vai, lúc này đối với Thượng Thanh Đạo Nhân kinh sợ mở miệng. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Thượng Thanh Đạo Nhân thực lực, vượt qua hắn một chút. Bần đạo động thủ lại như thế nào? Thượng Thanh Đạo Nhân, một tiếng gào thét, lập tức ánh mắt đảo qua ở đây toàn bộ ngoại giới võ giả, cắn răng mở miệng, ta cửu châu giới thực lực thấp, tự hỏi không địch lại các ngươi nhiều như vậy giới diện, các ngươi muốn tiên cốt, có thể cầm lấy đi, chỉ cần không thương tổn ta cửu châu bách tính, lão phu sẽ không xuất thủ, nhưng hiện tại tiên cốt kết nối cửu châu đại địa các ngươi như là đem tiên cốt cưỡng ép cướp đi ta cửu châu giới liền sẽ tan vỡ ta cửu châu giới chỗ có dân chúng vô tội đều sẽ bởi vì cái này mất mạng các ngươi muốn hủy ta cửu châu giới lão phu coi như liều mạng sống cũng sẽ không để các ngươi đạt được các hạ thực lực không tầm thường can đảm lắm chẳng qua ngươi muốn thấy rõ thế cục cái này tiên cốt là ngươi một người có thể bảo đảm được sao côn luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này lắc đầu thượng thanh đạo nhân khàn giọng mở miệng, không gánh nổi, liều mạng, cũng muốn bảo đảm, là thân là cửu châu giới người, ổn thỏa vì cửu châu giới, cháy hết toàn bộ. Giờ khắc này, toàn bộ bách tính, không khỏi vì đó động dung, trong mắt nước mắt chảy trôi. Còn có lão phu, đại ma giờ khắc này, lúc này bước ra một bước. chương 1621, vì cửu châu. Đại ma lão tổ, trong mắt tràn đầy kiên quyết, chiến ma thương, tử ma kiếm, tôn ma đao, toàn bộ khởi xuất. Giờ khắc này, hắn trên thân chín lần lôi kiếp khí tức, không che giấu chút nào, hoàn toàn bộc phát. A Di Đà Phật, còn có bần tăng, Hàng Long đại sư cũng là bước ra một bước, cái kia hư ảo long hồn vây quanh tại hắn quanh thân bên ngoài. Tốt, ba người chúng ta sống cũng là quá lâu, hôm nay nếu có thể vì cửu châu giới mà chết, cũng xem như chết có ý nghĩa. Thượng Thanh đạo nhân cười ha ha, giờ khắc này, phần đông giới diện võ giả đều là không khỏi vì đó động dung. Ba người này tu vi đều là chín lần lôi kiếp, lấy thực lực bọn hắn, gia nhập bất luận cái gì một giới, đều lại nhận ưu đãi, có thể nói coi như cửu châu giới hủy diệt, bọn hắn cũng có thể tự vệ, mà bọn hắn giờ khắc này hẳn là vì cửu châu giới, mà không tiếc từ bỏ sinh mệnh. Đường hoàng lấy cớ, các ngươi chẳng qua cũng là thèm muốn tiên cốt mà thôi, lão thân hôm nay dù thế nào đi chăng nữa đều muốn lấy được một khối tiên cốt, các ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn các ngươi Cái kia một nguyên giới linh mộc bà bà, cầm trong tay linh mộc quải trượng hướng thẳng đến thượng thanh đạo nhân ba người phóng đi ba đối với một có thể không công bằng tính toán bản tôn một cái phi tiến giới cung trường tồn lúc này gỡ xuống phía sau cung tiến cũng là sông ra lại thêm bên trên bản tôn đi hỏa lưu giới viêm thiên cũng là không chút do so dự trực tiếp lao ra mộc chi ý cảnh tán linh mộc bà bà mở miệng lúc này sau lưng hiện ra một gốc cổ thụ hư ảnh cái này cổ thụ hư ảnh bên trên tản mát ra từng cành từng cây một những cái này cành cây cùng nhau hướng về thượng thanh đạo nhân quật đi phi kiếm ra, thượng thanh đạo nhân, cũng là không chút nào nương tay, lúc này phi kiếm bắn mạnh mà ra. Tiến chi ý cảnh, cung trường tồn nơi này, sớm đã gỡ xuống cung tiến, không ngừng kéo cung bắn tên. Hắn bắn ra một cái mũi tên, mà ở hắn chỗ thi triển kiếm chi ý cảnh ra chỉ phía dưới, cái này mũi tên trong nháy mắt phân tán ra từng đạo từng đạo phi tiến hư ảnh, những cái này phi tiến hư ảnh cũng là cùng một chỗ hướng về đại ma lão tổ oanh sát mà ra. Chiến, đại ma lão tổ mở miệng, chiến ma thương trực tiếp lay động, lúc này từng cái từng cái ma khí thương hoa gào thét mà ra. Diễm hỏa chân thân, giết, bên này, viêm thiên không có lấy suất binh khí, trực tiếp thi triển diễm hỏa chân thân. Lúc này hắn toàn thân toàn bộ bị ngọn lửa bao khỏa, phóng tới hàng long đại sư. Long hồn nhập thể, kim cương la hắn công, hàng long đại sư cũng là mở miệng, lúc này cái kia long hồn trực tiếp chui vào trong cơ thể, trong nháy mắt, thân thể ngưng thị, cơ bắp điên cuồng nhô lên, sức mạnh thân thể kinh khủng tăng lên. Trong lúc nhất thời, cửu châu giới ba vị lão tổ, chính là cùng ba cái giới chủ, đại chiến cùng một chỗ. Đại gia vốn cho rằng, cái này cửu châu giới, như vậy sâu kiến tiểu giới, cho dù ba người này đều là chín lần lôi kiếp, cũng nhất định không phải linh mục bà bà, cùng trường tồn cùng viêm thiên đối thủ. Dù sao ba người này, thế nhưng là vạn giới bên trong, xếp hạng thứ 10 giới diện giới chủ. Nhưng mà, để đám người không tưởng được là, cái này trải qua đại chiến, vậy mà đều là cân sức ngang tài. Đại gia trong lòng chấn kinh, cái này nho nhỏ cửu châu giới ba cái lão tổ, vậy mà có thực lực như thế. Côn Luân Đạo Nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương vụ ánh mắt cũng đều là nhỏ bé hơi biến hóa. Chẳng qua lấy bọn hắn thân phận, lúc này, vẫn chưa tới bọn hắn ra sân. Hải Vân Tâm mở miệng, trận chiến này, không phải lôi đài quyết đấu, tốc chiến tốc thắng, đem cửu châu giới mấy cái chống cự người đều diệt đi, đại gia mới tốt tranh đoạt tiên cốt. Nghe Hải Vân Tâm lời này, đám người nhao nhao đồng ý. Ba người này, đều là chín lần lôi kiếp, trước không đem bọn hắn chém giết, muốn đoạt tiên cốt, xác thực có chút phiền phức. Bản tôn cũng tham gia náo nhiệt, cự nhân giới giới chủ, bàn tinh thần, không nói hai lời, trực tiếp xảy bước mà ra. Hắn cao 10 trượng dáng người, lộ ra khổng lồ như vậy. Đồng thời, hắn chính là chín lần lôi kiếp, vốn đến bên này thượng thanh đạo nhân ba người, cùng đối phương chiến đến khó phân thắng bại, bàn tinh thần vừa ra, thắng lợi nhất định khoảng cách có thể thấy được. Bàn tinh thần xông ra, không chút do so dự, một quyền chính là hướng về thượng thanh đạo nhân, hung hăng oanh sát mà đến. Cự nhân giới người, không chỉ có thân hình cao lớn, đồng thời sức mạnh thân thể kinh khủng, một quyền này như là oanh chúng, thượng thanh đạo nhân nhất định trọng thương. Linh mộc bà bà gặp tình hình, tức khắc mộc chỉ ý cảnh thi triển cực hạn, cổ thụ hư ảnh bên trên cảnh cây hung hăng của tới, đem thượng thanh đạo nhân kéo chặt lấy. Lần này, thượng thanh đạo nhân vô pháp tức khắc thoát khốn, mắt thấy bản tinh thần cái kia cự quyền chính là đánh tới. Cũng tại lúc này, chỉ thấy hỏa diếm trường hồng mút trời mà đến toàn bộ ánh mắt hội tụ phát hiện đó cũng không phải một cá nhân mà là một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diếm cự viên oanh cái này cự viên tốc độ cực nhanh bàn tinh thần căn bản không có đoán trước chính là một quyền hung hăng đánh vào trên thân lúc này bàn tinh thần bị một quyền đánh bay cái này nhìn lấy cái kia phun máu mà bay khôi ngô thân ảnh tất cả mọi người ánh mắt biến hóa người đến vậy mà có thể đem bàn tinh thần một quyền đánh bay Bàn tinh thần thế nhưng là vạn giới đệ lục, cự nhân giới giới chủ a. Mà tiếp theo, cái này cử viên không ngừng nghỉ chút nào, một quyền lại là hướng về linh mộc bà bà đánh tới. Một quyền này phía dưới mang lên hỏa diễm cuồn cuộn. Linh mộc bà bà sắc mặt đại biến, cực nhanh né tránh. Nàng tránh khỏi đến, cái này mang theo vô biên hỏa diễm một quyền, chính là đánh vào cái kia cổ thụ hư ảnh bên trên. Trong nháy mắt cổ thụ hư ảnh bốc cháy lên, khoảng cách tan vỡ. Linh mộc bà bà phun ra một ngụm máu tươi, cực nhanh rút lui. Bàn tinh thần cùng linh mục bà bà, ánh mắt đều là biến hóa, người tới là cái quái vật gì. Sư tôn, không có sao chứ, lão hầu tử nhìn về phía thượng thanh đạo nhân mở miệng. Không có việc gì, thượng thanh vui mừng mở miệng, lão hầu tử đi qua cái này hơn 800 năm, tu vi chẳng những khôi phục đỉnh phong, càng là đạt tới 9 lần lôi kiếp. Đồng thời, năm đó chém dụng cánh tay, cũng là lần nữa trị liệu khỏi hẳn. Các ngươi bất luận kẻ nào muốn hủy cửu châu giới, trước tiên qua lão tử cửa này." Lão hầu tử nhìn về phía đám người, một tiếng gào thét. Ánh mắt mọi người biến hóa, ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ cửu châu giới lại có bốn cái chín lần lôi kiếp. Oanh, cũng tại thời khắc này, từ châu, cái kia dòng sông bên trong, trong nháy mắt, sóng nước sôi trào mà lên, tiếp theo, chỉ thấy một cái mang theo kim sắc xương cốt từ trong đó gào thét mà ra. Cùng thanh châu bên trong dãy núi xuất hiện xương cốt đồng dạng, bên trên hắn cũng là kết nối lấy rất nhiều tơ vàng sợi tơ những cái này kim sắc sợi tơ kết nối lấy đại địa chư vị hiện tại không phải do dự thời điểm đồng loạt ra tay nhanh chóng giải quyết đi giờ khắc này linh vân giới giới chủ vân thiên hạ mở miệng nói là trước đem mấy cái này cửu châu giới người giải quyết chúng ta sẽ cùng nhau tranh đoạt tiên cốt không muộn bách thuật giới giới chủ chủ bách thuật mở miệng không chút do dự đi ra nói là cùng một chỗ động thủ cùng một con kiến hồi giới diện giảng cái gì đạo lý. Cùng lên đi, trong lúc nhất thời, phần đông giới chủ, nhao nhao xuất thủ. Tới đây mấy trăm giới chủ, trong đó có ước chừng một trăm giới chủ, thực lực đều là chín lần lôi kiếp. Lần này, cái này hơn trăm người, đồng loạt ra tay. Bọn hắn hiểu rõ, tiên cốt ở chỗ này, chạy không được, chỉ phải giải quyết những cái này cửu châu chống cự người, tranh đoạt tiên cốt, đại gia cơ hội bình đẳng. Trong nháy mắt, đại chiến mở ra, chương 1622, thảm liệt. Côn Luân Đạo Nhân, Hải Vân Tâm, cùng Công Dương Vũ, nhưng là tại bên cạnh quan sát, không có xuất thủ. Thượng Thanh Lão Tổ mấy người mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với trên trăm cái chín lần lôi kiếp cao thủ, tự nhiên căn bản không thể ngăn cản. Thượng Thanh, Đại Ma, Hàng Long, Lão Hầu Tử, vết thương trên người cực nhanh tăng thêm. Lão Phu cùng các người liều, vạn kiếm quy tông, Thượng Thanh Lão Tổ quát lên, tu vi lực lượng, điên cuồng bốc cháy lên, trong nạp giới, vạn bính phi kiếm cùng nhau bộc phát tứ xạ mà ra lúc này chu vi rất nhiều giới chủ nhao nhao trọng thương thậm chí có ba tên giới chủ không nghĩ tới trọng thương như vậy thượng thanh lão tổ còn có thể bộc phát tu vi như thế trực tiếp bị phi kiếm hủy nhục thân một người càng là trực tiếp bị đánh nát nguyên thần mà chiêu này về sau thượng thanh lão tổ cũng là cường nỏ cuối cùng chết linh mục bà bà nhắm ngay cơ hội linh mục quải trượng hung hăng dung một cái lần này trực tiếp đập hướng thượng thanh lão tổ ngực lúc mấu chốt thượng thanh lão tổ một thanh phi kiếm cực nhanh bay tới ngăn tại ngực. Nhưng phi kiếm này vốn là vết dạn dày đặc, khoảng cách vỡ nát, cái này linh mộc quải trượng hung hăng nện ở thượng thanh lão tổ ngực, thượng thanh lão tổ trong miệng tiên huyết phun mạnh, trực tiếp từ không trung cực nhanh rơi xuống. Oanh, thượng thanh lão tổ, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên, ném ra một cái hố to. Hắn nằm ở trong đó, xương cốt hoàn toàn vỡ vụt, đổ sụp xuống phía dưới, xuất hiện một cái máu thịt be bét hố, hắn toàn thân máu tươi chảy xuôi, hấp hối, đã đứng không dậy nổi. Lão Tổ, Đạo Nhất Tông tất cả mọi người, giờ phút này đều là đôi mắt xích hồng. Vô số đệ tử, nghĩ hướng bên trên không trung liều mạng chém giết, nhưng bị quân Đạo Lâm ngăn lại, hắn hiểu rõ, chín lần lôi kiếp cường giả chiến trường, bọn hắn những người này đi lên, chỉ có chịu chết. Thượng Thanh, toàn thân đẫm máu đại ma Lão Tổ nhìn thấy cảnh này, lúc này lên cơn giận dữ, một tiếng quát lên phía dưới, hắn trong nháy mắt cự ma hóa, thi triển cự ma thân thể. Mặc dù Thượng Thanh, đại ma hàng long ba người là riêng phần mình tông môn lão tổ đấu vài vạn năm nhưng bọn hắn ở giữa hữu nghị sớm đã không thể tầm thường so sánh bọn hắn là ban đầu một thời đại bên trong vẻn vẹn chỉ còn lại ba người nhìn thấy thượng thanh bộ dáng như thế đại ma triệt để nổi giận giờ khắc này đại ma quanh thân tử ma kiếm chiến ma thương tôn ma đao trong nháy mắt bốc cháy lên ba kiện bảo vật trong nháy mắt vỡ nát hóa thành vô cùng kinh khủng uy thế giết lúc này ba kiện tan vỡ bảo vật hóa thành ba đạo ma khí trường hồng, hướng về ba cái phương hướng hung hăng oanh sát mà ra. Cái này ba cái phương hướng bên trên, đứng mũi chịu sào giới chủ, trực tiếp bị thiêu đốt bảo vật xuyên thủng thân thể, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Đánh giết ba người, ba kiện thiêu đốt bảo vật uy thế không giảm, lại là trọng thương hơn 10 người, mới hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại, người nên bại, cung trường tồn ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, sớm đã chuẩn bị đã lâu tất sát một tiếng, trực tiếp bắn ra. Phốc, một tiễn này, phá toái hư không, bắn mạnh mà tới. Tiễn này oanh chúng đại ma lão tổ, kinh khủng lực đạo, mang theo đại ma lão tổ hướng phía sau cực nhanh đánh tới. Oanh, đại ma lão tổ lão tổ, bị một tiễn này sinh sinh đóng vào một tòa núi lớn bên trên. Phốc, đại ma lão tổ trong miệng tiên huyết nhả ra, hấp hối, lại không có sức đánh một trận. Hắn cứ như vậy, bị một tiễn này đóng vào đại sơn bên trên, treo ở nơi đó, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Lão tổ Cổ ma điện người, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt xích hồng. Đừng xúc động, đều đừng xúc động." Ma Uyên cắn răng, khàn giọng giống to, đem mọi người ngăn lại. "Sư Tôn, đại ma tiền bối, đáng chết. Giờ phút này toàn thân đẫm máu lão hầu tử, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trừng lớn. Hắn triệt để nổi giận, trong đôi mắt, hỏa diễm cháy lên, lão hầu tử quanh thân vô biên hỏa diễm niên cuồng bộc phát ra. "A, à, đốt chết ta, đây là lửa gì? Đáng chết, đây là cái gì? Không được!" trong lúc nhất thời phần đông giới chủ khàn giọng kêu thảm cái này hỏa phía dưới mấy tên giới chủ trực tiếp bị đốt cháy tới chết phát cuồng lão hầu tử trong mắt chỉ có chém giết nhưng cho dù hắn lại cường cũng không có khả năng ngăn cản mười mấy chín lần lui kiếp giới chủ vây giết nhận lấy cái chết bàn lực rốt cuộc tìm được cơ hội hắn trực tiếp rời lên một tòa núi lớn từ không trung mà xuống hung hăng nện xuống oanh lão hầu tử bị đặt ở đại sơn phía dưới trong miệng tiên huyết nhả ra trọng thương phía dưới hắn, rốt cuộc không có sức chống cự. Lão nạp cùng các ngươi liều, hàng long đại sư, giờ khắc này, triệt để điên cuồng, hắn rốt cuộc không phải cái gì đắc đạo cao tăng. Hắn triệt để giận, phổ biên kim sắc nguyện lực từ thân thể chi hiện lên mà ra, hóa thành một tôn cự đại kim sắc Phật đà hư ảnh. Dầm dầm dầm, kim sắc Phật đà hư ảnh, từng trưởng oanh ra, đụng chạm lấy giới chủ, toàn bộ bị một trưởng đánh bay. Sau đó, liên tục oanh ra mười mấy trưởng về sau, cái kia kim sắc Phật đà hư ảnh, rốt cuộc tan vỡ. Viêm thiên nhắm ngay cơ hội, lúc này xuất thủ, hắn hai tay bên trên, riêng phần mình một đầu hỏa diễm xiềng xích, gào thét mà tới. Hai đầu hỏa diễm xiềng xích, trực tiếp hung hăng cuốn lấy hàng long đại sư cổ. Đã cường nỏ cuối cùng cường long đại sư, rốt cuộc không có dãy ruộng lực lượng. Hư, lão lừa chọc, người không phải là không muốn nhìn thấy cái này cửu châu giới hủy diệt sao, bản tôn trước hết không giết ngươi, nhưng ngươi tận mắt xem, cái này cửu châu giới là như thế nào hủy diệt. Góc miệng mang huyết viêm thiên cười lạnh một câu, vung tay lên. Lúc này hai đầu hỏa diễm xiềng xích, riêng phần mình quấn quanh ở một tòa núi lớn bên trên. Hàng Long Đại Sư là bị tòa liên quấn quanh lấy cổ, treo ở cái này hai ngọn núi lớn ở giữa, hắn toàn thân đẫm máu, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Lão Tổ, thiên Phật tự phần đông tăng nhân, giờ khắc này, trong mắt phổ biên nước mắt chảy trôi. Nhưng, bọn hắn đều bị không tượng ngăn lại, không tượng nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Tam đại lão tổ, cộng thêm lão hầu tử, toàn bộ chiến bại. Giờ khắc này, phần đông giới diện người, thấy cảnh này, trong lòng cũng là không khỏi vì thế mà chấn động. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, như vậy một cái nho nhỏ cửu châu giới người, vậy mà lại có chiến lực như vậy, bốn người này, chọn vẹn chém giết 10 cái chín lần lôi kiếp giới chủ. Hôm nay như là vừa vặn một hai cái giới diện đến đây, muốn có được những cái này tiên cốt, thật đúng là có chút ít khó khăn. Sư Tôn, Thanh Tuấn nhìn lấy Thượng Thanh mấy người bi thảm bộ dáng, không khỏi khẽ nhíu mày. "Tuấn Nhi, tu hành đã là như thế, mạnh được yếu thua, cửu châu giới trong số mệnh phải có kiếp nạn này." Công Dương Vũ mở miệng một câu, Thanh Tuấn thở dài, không nói gì, bọn hắn mặc dù có chút cảm thán cái này tàn khốc, nhưng càng muốn cho hơn Sư Tôn đạt được tiên cốt. "Sư Tôn, ba người này là có phong cốt người, không nên giết." Kiếm Vô Tình thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. "Không giết, Vô Tình" Người tên bên trong có vô tình hai chữ, nhưng ngươi chưa bao giờ làm đến qua chân chính vô tình, đây chính là tu hành. Tàn khốc vô cùng, Côn Luân đạo nhân lắc đầu, rầm rầm rầm, giờ khắc này, Kinh Châu, Duyện Châu, còn lại các châu bên trên Tiên Cốt cũng là nhao nhau xuất thế. Giải quyết cửu châu giới mấy cái này lão tổ, đại gia hiểu rõ, hiện tại chính là muốn bắt đầu chân chính Tiên Cốt tranh đoạt. Chương 1623, thanh niên tóc trắng. Ta đạo nhất tông, thể sống chết thủ hộ cửu châu giới. Giờ khắc này, Quân Đạo Lâm cắn răng, bước ra một bước. Đạo Nhất Tông, rất nhiều trưởng lão đệ tử cùng nhau bước ra một bước. Ta cổ ma điện, thể sống chết thủ hộ cửu châu giới. Ma Uyên đi ra, trong mắt tràn đầy kiên quyết, phần đông cổ ma điện đệ tử rốt cuộc không do dự. Ta thiên Phật tự, thể sống chết thủ hộ cửu châu giới. Lôi Phật đi ra, Phục Hổ đại sư, Chấn Tượng đại sư cũng là đi ra. Thiên Phật tự đám người cùng nhau đi ra, Đông vực thánh chủ từ ấu lăng, vì cửu châu thể đánh một trận tử chiến. Giờ phút này, đông vực bên này, từ ấu lăng mang theo một đám võ giả, phi thiên mà đến. Nam vực thánh chủ, kinh tích thủy, vì cửu châu thể đánh một trận tử chiến. Tây vực thánh chủ, lương thu hồng, vì cửu châu thể đánh một trận tử chiến. Bắc vực thánh chủ, duyện mộng chu, vì cửu châu thể đánh một trận tử chiến. Trung vực thánh chủ, dự thối chi, vì cửu châu thể đánh một trận tử chiến. Kinh tích thủy, lương thu hồng, duyện mộng chu, sự thối chi, đám người từ bốn phía gào thét mà tới. Linh Hải chi chủ, vì cửu châu một trận chiến, thiên kinh hải hoàng, lúc này mang theo thao thiên sóng nước gào thét mà tới. Sau lưng, thất thải hải hoàng, băng hà hải hoàng, linh bạng hải hoàng, hàn quy hải hoàng cũng là cùng nhau đến đến. Diêm điện thủ hộ cửu châu, yêu minh thủ hộ cửu châu, tô tiểu bạch, điêu mị nhi, mang theo diêm điện yêu minh người, cũng là đi tới nơi này. Ba đại tông môn, ngũ vực thánh chủ, ngũ đại hải hoàng, diêm điện yêu minh tất cả mọi người trong mắt đều là trước đó chưa từng có kiên quyết vẻ cửu châu như hủy bọn hắn liền chết cho dù bất tử ra không có còn nói thế nào tu hành tam đại lão tổ vì cửu châu gần như chiến tử bọn hắn đã rốt cuộc không có nửa phần do dự thủ hộ cửu châu quân đạo lâm lạnh lùng một câu thủ hộ cửu châu thủ hộ cửu châu tất cả mọi người cùng kêu lên giống to thanh âm chấn động chân trời bên trên bầu trời chư giới võ giả trong lòng vì thế mà chấn động, những võ giả này, rất nhiều đều là đệ tứ bộ, thậm chí chỉ có đệ tam bộ, còn có đệ nhị bộ sâu kiến, mà bây giờ, bọn hắn lại có lá gan, liều đánh một trận tử chiến. Cửu châu giới, rốt cuộc là một cái như thế nào giới? Kiếm vô tình nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng, "Sư tôn, Cửu châu giới người, là có huyết tính người, cho bọn hắn một trận chiến cơ hội." Ha ha, tốt, Cửu châu giới, tốt một cái Cửu châu giới, chúng ta không lấy chín lần lui kiếp cường giả ức hiếp ngươi toàn bộ 3.000 tuổi phía dưới võ giả, xuất thủ tiêu diệt bọn hắn, kết thúc về sau, liền bắt đầu tiên cốt tranh đoạt. Côn Luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này, nhạt nói. Chu Bách Thuật nghe xong, cười nói Côn Luân huynh ý kiến hay, như vậy còn có thể lịch luyện thế hệ tuổi trẻ võ giả. Lúc này, cái này mấy trăm giới diện, ba ngàn tuổi phía dưới võ giả, cơ hồ toàn bộ điều động. Kiếm vô tình, Thanh Tuấn, Thanh Dĩnh ba người không có xuất thủ, một tiểu cường do dự phía dưới, không có xuất thủ. Trừ ba người bên ngoài, Chu Ngũ Hành, Vân Du Thiên, Bàn Lực, Ngôn Hỏa Hình, Cung Bách Xuyên, Mộc Linh Nhi, Phong Vô Cực, mang theo một đám cường giả, nhao nhao xuất thủ. Mấy cái này thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long, mấy trăm giới diện, phần đông thế hệ tuổi trẻ cường giả, cũng đủ để trấn áp cửu châu giới. Lúc này, triển khai một mảnh huyết chiến, lũ sâu kiến, chịu chết đi. Sát sát sát, Chu Ngũ Hành loại người đứng đầu thiên kiêu, như như chỗ không người, chém giết liên nguyên. Nhưng cửu châu đám người được ăn cả ngã về không phía dưới chiến lược bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao trận chiến này thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại chiếu đánh như vậy xuống phía dưới chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian côn luân đạo nhân nhíu mày hắn cũng không muốn loại đợi quá lâu sư tôn bên cạnh kiếm vô tình nhìn ra côn luân đạo nhân ý tứ mở miệng lấy bản tôn thân phận còn không đến mức trực tiếp giết những con kiến hôi này côn luân đạo nhân mở miệng lập tức nói kết thúc lời nói ở giữa. Côn Luân đạo nhân, giơ bàn tay lên. Trong nháy mắt, năm ngón tay bên trong, riêng phần mình bay ra một đạo kiếm khí. Năm đạo kiếm khí, lập tức biến hóa một tôn kiếm khí bàn tay, từ không trung thẳng xuống, chân áp xuống dưới. Oanh, cự trưởng chân áp mà xuống, cửu châu tất cả mọi người, toàn bộ trong miệng tiên huyết phun mạnh, co quắp ngã xuống đất. Kiếm khí, lan tràn không trung, ép tới để cho người ta không thở nổi, cửu châu tất cả mọi người, đều đã đứng không dậy nổi, nhìn lấy bên trên bầu trời côn luân chân nhân, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Một trường, vừa vặn một trường, chính là đánh bại cửu châu đám người liên thủ. Đây cũng là côn luân đạo nhân thực lực, nhưng hiển nhiên, một trường này, côn luân đạo nhân lưu thủ, không có đem những người này trực tiếp giết chết, lấy hắn vạn giới đệ nhất giới giới chủ thân phận, giết những cái này loại người bình thường, cũng là làm mất thân phận. Một trường này, côn luân đạo nhân chỉ muốn đình chỉ cuộc nháo kịch này, mau mau đạt được tiên cốt. Cửu châu giới, tốt một cái cửu châu giới, niệm tình các ngươi có huyết tính, bản tôn không giết các ngươi, đợi bản tôn lấy đi tiên cốt về sau, có thể sống sót hay không, xem các ngươi chính mình tạo hóa. Côn Luân đạo nhân mở miệng, cửu châu đám người, trong mắt vẻ tuyệt vọng, đạt đến cực hạn. Bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất, giờ phút này ánh mắt không khỏi nhìn lấy cửu châu bên trên, cái kia cơ hồ khắp nơi có thể thấy được tượng nặn, nhìn lấy cái kia tượng nặn người, trong lòng mang theo trước đó chưa từng có chờ đợi. Trong hố sâu toàn thân đẫm máu thượng thanh đạo nhân bị sỏ xuyên thân thể tại đại sơn bên trên đại ma lão tổ bị cự sơn chấn áp mình đầy thương tích lão hầu tử bị tòa liên quấn cổ treo ở giữa không trung hàng long đại sư bọn hắn nhìn lấy cái kia tượng nặn trong lòng cũng là mang theo chờ đợi bên trên bầu trời chư giới đám người ánh mắt đều là ngưng tụ tại chín khối tiên cốt bên trên đại gia hiểu rõ tiên cốt tranh đoạt muốn bắt đầu côn luân đạo nhân nhạt nói cửu châu giới đã không có sức chống cự tiên cốt tranh đoạt hiện tại liền như vậy cửu châu không có sức chống cự, cũng tại côn luân đạo nhân, lời nói thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng, bỗng nhiên từ hư không truyền ra. Nghe được thanh âm này, chư giới đám người, lúc này nhao nhao sững sờ. Cái này cửu châu giới, còn có cao thủ, mà nghe được thanh âm này, kiếm vô tình, thanh tuấn, thanh dính, trung ngũ hành đám người nhưng là nhao nhao sững sờ, thanh âm này, bọn hắn cảm giác có chút quen thuộc, giống như cái kia ngôn hỏa hình càng là thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy đối với cái này thanh âm hắn không thể quen thuộc hơn được sẽ không nhất định sẽ không ngôn hỏa hình thân thể dừng lại không ngừng run rẩy cũng tại thời khắc này một đạo màu trắng trường hồng từ đạo nhất tông chỗ sâu phóng lên tận trời bên trên bầu trời giờ phút này còn lưu lại côn luân đạo nhân phía trước một dưới lòng bàn tay tản mắt kiếm khí mà giờ khắc này cái này màu trắng trường hồng phóng lên tận trời đồng thời những nơi đi qua kiếm khí không ngừng tan vỡ vạn chúng nhìn kỹ phía dưới cái này màu trắng trường hồng, cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. Hào quang dần dần yếu bớt, mọi người thấy, đây là một cái thân mặc áo trắng, mái đầu bạc trắng thanh niên. Thanh niên này dung nhan vô hỉ vô bi, mang theo một gỗ siêu thoát tự nhiên kinh khủng đạo ẩn. Ánh sáng màu trắng, từ thanh niên thân thể bên trên tỏa ra, khuếch tán ra. Tất cả mọi người, giờ khắc này, theo bản năng ánh mắt tụ vào, đều là ánh mắt ngưng kết xuống tới, bọn hắn cảm giác, thanh niên này nhất cử nhất động, tựa như cùng cái này thiên địa hòa làm một thể. Cổ phong ánh mắt, đảo qua đại địa, nhìn lấy cái kia toàn bộ bị chấn áp ngồi liệt tại mặt đất cửu châu bên trên, trong mắt lạnh ý hiển hiện, tay áo dài vung lên. chương 1624, cửu châu lực lượng. Cái này nhìn như đơn giản vung lên, cửu châu không chung bỗng nhiên vặn vẹo chấn động. Thình thịch, vừa rồi, côn luân đạo nhân một trường kia biến thành vô biên kiếm khí, giờ khắc này, toàn bộ tiêu tán. Chư giới đám người, trợn mắt hốc mồm, đây chính là côn luân đạo nhân một trưởng biến thành kiếm khí, lại bị người này như vậy hời hợt tiêu tán, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Phong đế, phong đế đại nhân, là phong đế đại nhân, cửu châu bên trên, cái kia toàn bộ bị trấn áp đến ngồi liệt tại mặt đất cửu châu đám người, trong nháy mắt cảm giác mất đi áp lực, nhìn lấy ngày không chi chung cổ phong, bọn hắn kích động đến chảy xuống nước mắt, khàn giọng giống to. Cửu châu người, chỉ có chiến tử, không thể quỳ, đứng lên. Cổ phong ánh mắt quét qua tất cả người, lúc này mở miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người, cửu châu bên trên, toàn bộ bị chấn áp ngồi liệt tại mặt đất võ giả, cho dù là bản thân bị trọng thương, cho dù là bị đánh gãy một chân, bọn hắn đều cưỡng ép đứng lên, nhìn lấy cổ phong trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ nóng bỏng. Tất cả mọi người, toàn bộ đứng lên, đây là cửu châu ngạo cốt, bên trên bầu trời, côn luân đạo nhân, nhìn lấy cảnh này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, ngươi, là cái này cửu châu giới giới chủ. Mà cổ phong, lại là đối với hắn không có chút nào để ý tới ánh mắt của hắn rơi vào chính mình rất nhiều huynh đệ trên thân phong ca từ ấu lăng giờ phút này mở miệng hắn một cánh tay đã không có sắc mặt thảm bạch máu me đầm đìa là ai cổ phong bình thản mở miệng người kia từ ấu lăng chỉ một cái phương hướng một màn này giống như năm đó hắn đi theo cổ phong thời điểm bị người khi dễ cổ phong lúc trở về yêu cầu nói ra trong lúc nhất thời đại gia toàn bộ ánh mắt đi theo từ ấu lăng chỉ hội tụ mà đến. Cổ phong nhìn về phía người này, nhạt nói, phong vô cực. Ngươi, ngươi là phong nghịch, ngươi lại vẫn tiếp tục sống. Phong vô cực giờ phút này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù dung mạo có biến hóa, nhưng hắn có thể cảm giác được, cổ phong trên thân khí thức cùng năm đó người kia giống như đúc, thêm bên trên hắn đối với chính mình như vậy ngữ khí. Phong nghịch, nghe đến lời này, Chưa giới đám người, trong đầu cùng nhau oanh minh. Phong nghịch, phía trước vạn giới lịch luyện, xuất hết danh tiếng phong nghịch, sát lục tinh lược áp kiếm vô tình thứ nhất, hỏa tinh cảm ngộ không người có thể địch, đối mặt với hai đại tiên vương cường giả, cũng dám liều đánh một trận tử chiến phong nghịch. Phong nghịch, kiếm vô tình ánh mắt đờ đẫn, hắn không nghĩ tới, tại gặp ở nơi này cổ phong. Phong huynh, phong đại ca, thanh tuấn cùng thanh dính, cũng là lúc này sắc mặt biến hóa. Bọn hắn thiếu cổ phong ân, nhưng giờ phút này, tình cảnh này giống như có chút bất thường. Chu ngũ hành, bàn lực, Vân Du Thiên đám người, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều là biến hóa. Côn Luân Đạo Nhân, giờ phút này ánh mắt biến hóa. Người này, chính là cái kia để chính mình đồ nhi, đạo tâm bị long đong phong nghịch sao. Người lá gan, lớn, cổ phong nhìn về phía phong vô cực, thanh âm bình thản. Phong vô cực nghe nói lời này, thân thể run lên, chẳng qua dò xét qua cổ phong khí thức, lúc này cắn răng nhe răng cười, phong nghịch, nguyên lai người còn dừng lại ở thiên dương đại viên mãn, ta đã bước vào lôi kiếp, hôm nay, ta liền muốn báo thù rửa hận. Sau một khắc, phong vô cực một tiếng gào thét, thân ảnh như điện, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Đại gia cũng là nhìn ra, cổ phong khí tức, xác thực chỉ có thiên dương đại viên mãn. Nhưng ngay từ đầu khí thế, tiện tay phá mất côn luân đạo nhân kiếm khí là chuyện gì xảy ra. Phong vô cực cũng không phải ngốc nghếch hạng người, hắn hiểu rõ phía sau mình, có 9 lần lôi kiếp phụ thân, có chưa giới cường giả, hắn tự hỏi cho dù chính mình đánh không lại phong nghịch, cũng sẽ không xảy ra sự tình, mà nếu như cái này phong nghịch thực sự là phô trương thanh thế, hắn trực tiếp liền có thể trảm hắn. Phế huynh đệ của ta một tay, gấp đôi hoàn lại. Cổ Phong lãnh ngữ, tiện tay vung lên, cái kia phía sau Phong Thiên Hành lúc đầu cũng là nghĩ để chính mình nhi tử tìm kiếm đối phương hư thực, nhưng giờ phút này lại là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, vô cực, cẩn thận. Phốc phốc, giờ khắc này, chỉ thấy Phong vô cực chu vi trong hư không bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cuồng phong kia trong nháy mắt hóa thành hai đạo phong nhật, trực tiếp chém xuống, lần này phong vô cực hai cánh tay, trực tiếp bị chém đứt, bay tứ tung mà ra. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, phong vô cực hiện tại cũng là một lần lui tiếp thực lực, lại bị cái này phong nghịch, phất tay ở giữa chính là chặt đứt hai tay, đây là thực lực cỡ nào. a à, phong vô cực lúc này trong miệng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Vô cực, phong thiên hành tức khắc phi thân mà tới, đem chính mình nhi tử tiếp được. Phụ thân, báo thù cho ta, giết hắn, giết hắn. Phong vô cực giống to, năm đó cổ phong chảm hắn phân thân, hôm nay lại tại trước mắt bao người, chặt đứt hai cánh tay hắn, hắn hận ý, đạt đến cực hạn. Phong thiên hành, nhìn về phía cổ phong, lúc này trong mắt sát ý vô biên hiển hiện, phong nghịch tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Lời nói ở giữa, phong thiên hành quanh thân khí thế điên cuồng bộc phát ra, vô biên cuồng phong hóa thành vòi rồng gió cuốn. Hiển nhiên phong thiên hành nổi giận, lần này chính là muốn chém giết cổ phong. Mà cổ phong, lại là đạm mạc một câu ta, nhường ngươi động sao lời nói này ở giữa cổ phong vung tay lên cũng tại thời khắc này cái kia thanh châu bên trên tuế nguyệt động bỗng nhiên chấn động kinh khủng ý cảnh từ tuế nguyệt động hóa thành kinh khủng hào quang phóng lên tận trời tuế nguyệt ý cảnh trước mắt đã tới theo cổ phong một trường này trực tiếp giáng lâm vô hình tuế nguyệt ý cảnh hóa thành vô số đầu hư ảo sợi tơ giờ khắc này vô số sợi tơ toàn bộ giam cầm tại phong thiên hành thân thể phong thiên hành thân thể bỗng nhiên dừng lại cũng đã không thể di động mảy may thậm chí, muốn mở miệng, đều là làm không được. Cái này, tất cả mọi người dung nhan triệt để ngưng kết. Đây là vạn giới xếp hạng thứ 10 giới diện, thần hành giới giới chủ A, 9 lần lôi kiếp thực lực, hiện tại gió này ngài vừa vặn một câu, vậy mà để hắn không cách nào di động mảy may, cái này. Côn Luân Đạo Nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ Sắc Mặt đều là biến hóa, nhưng giờ khác này không có tức khắc mở miệng. Cái kia bị giam cầm ở phong thiên hành sắc mặt thảm bạch, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt có thực lực như thế. Cổ Phong ánh mắt rơi vào kinh tích thủy trên thân, nhìn lấy hắn thảm mặt trắng bên trên cái kia máu me đầm đìa vết thương ghê rợn, lạnh lùng một câu, "Ai?" Đồng dạng lời nói, lần thứ nhất đại gia cảm thấy không có gì, mà lần này lại cảm giác có chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Cổ Phong, kinh tích thủy trong mắt nước mắt chảy trôi, lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tên thấp tiểu võ giả, trong mắt tràn đầy hận ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ. Cổ phong nhìn về phía cái kia thấp tiểu võ giả, thanh âm bình thản cung bách xuyên. Cái kia cung bách xuyên, lúc này thân thể rung động kịch liệt, sắc mặt thảm bạch tới cực điểm, hắn lúc này kéo lại bên cạnh người, mở miệng, đại ca cứu ta. Cung trường tồn, lúc này bước ra một bước, trên thân thuộc về chín lần lôi kiếp khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Cung trường tồn nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy sát ý mở miệng, phong nghịch, vừa rồi cái kia thần thông, Ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi, nghĩ ở trước mặt ta làm tổn thương ta. Ta, để ngươi nói chuyện sao? Chương 1625, cấm địa phát huy. Cổ Phong lông mày gảy nhẹ, lời nói này ở giữa, tiện tay vung lên. Lần này, chỉ thấy Dương Châu bên trên, Hóa Phàm cốc bỗng nhiên chấn động, lập tức một cỗ quỷ dị ý cảnh từ Hóa Phàm cốc bên trong phóng lên tận trời. Theo Cổ Phong cái này vung tay lên, này quỷ dị ý cảnh trong nháy mắt sáng lâm tại cung trường tồn trên thân. Cái này ý cảnh, hóa thành một bức hư ảo gông xiềng, gông xiềng kiểu dáng cổ điển, bên trên hắn một trái một phải có hai khỏa màu trắng khô lâu, trực tiếp liền đem cung trường tồn vây khốn. Nghĩ vây khốn bản tôn, cung trường tồn nhìn lấy trên thân gông xiềng cười lạnh một tiếng liền muốn bộc phát tu vi, mà giờ khắc này lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ta tu vi, ta tu vi. Cái này, giờ khắc này, cung trường tồn phát hiện, chính mình trên thân tu vi, hẳn là hoàn toàn biến mất. Biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi hóa phàm cốc hóa phàm lực lượng bộc phát, trực tiếp đem cung trường tồn tu vi, hoàn toàn chấn áp, nó biến thành một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Cung trường tồn chỉ cảm thấy, thân thể của mình, đã không được nhận chính mình khống chế, nếu không có trên thân cái này gông xiềng tại trôi nổi, hắn đã ngã xuống đại địa. Cái này, tất cả mọi người thấy cảnh này trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Cung trường tồn, thực lực nhưng tại phong thiên hành bên trên, cái này phong nghịch phất tay ở giữa liền có thể đem hắn tu vi giam cầm, đây là gì các loại thủ đoạn không được không được cung bách xuyên sắc mặt thảm bạch hắn vốn cho rằng chính mình có đại ca bảo hộ căn bản không biết có chút nguy hiểm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như tình huống như vậy cũng tại thời khắc này cổ phong khoát tay trong nháy mắt một đầu hư ảo trưởng ấn trực tiếp từ bên trên bầu trời xuất hiện một thanh liền đem cung bách xuyên cổ bắt lấy cái kia hư ảo bàn tay dẫn theo cung bách xuyên đi vào cổ phong trước mặt đại ca cứu ta cứu ta a à giờ khắc này, cung bách xuyên chỉ cảm thấy hô hấp đều thành hy vọng xa vời, dùng hết lực khí toàn thân giống to. hắn hiểu rõ, trừ đại ca, hắn không ai có thể cầu. phong nghịch tha đệ đệ ta một mạng, ta phi tiến giới rời khỏi lần này tiên cốt tranh đoạt, vĩnh viễn không xâm phạm cửu châu giới. cái kia bị giam cầm cung trường tồn lúc này mở miệng, ngươi muốn tranh đoạt tiên cốt, cổ phong nghe xong cười lạnh mở miệng, bàn tay bỗng nhiên một nắm. vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cung bách xuyên cổ bị cổ phong sinh sinh bẻ gãy trong cơ thể một khỏa nguyên thần bay ra mà cái kia nguyên thần mới vừa bay ra chính là bị cổ phong một thanh bóp nát cung bách xuyên chết không được cung trường tồn khàn giọng kêu thảm đây là hắn duy nhất thân đệ đệ liền chết đi như thế trong lòng của hắn đối với cổ phong hận ý đạt đến cực hạn giờ khắc này cổ phong nhìn về phía lương thu hồng lương thu hồng ngược bên trên có một đạo vết thương ghê rợn còn mang theo huyết thủy phong ca ta liền hiểu rõ người sẽ đến lương thu hồng mở miệng tươi cười ai cổ phong thanh âm lạnh hơn lương thu hồng nhìn về phía một cái phương hướng cổ phong ánh mắt nhìn qua đi trực tiếp rơi vào một bóng người bên trên thân ảnh này hắn cực kỳ quen thuộc nhìn thấy cổ phong nhìn về phía chính mình cái kia sớm đã sắc mặt thảm bạch ngôn hỏa hình lúc này thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy trực tiếp quỳ gối cổ phong trước mặt phong thiếu đừng giết ta ta sai đừng giết tha ta ngôn hỏa hình cổ phong thanh âm lạnh lùng như băng Nghe được cổ phong lời này, ngôn hỏa hình thân thể càng là run lẩy bẩy. Hắn mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân nổi da gà đều là phát lên, thậm chí quần đều có chút ít ẩm ướt. Sợ hãi, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Theo lúc trước vạn giới lịch luyện về sau, liền chôn giấu ở đáy lòng hắn, cổ phong, sớm đã thành hắn ác mộng. Hỏa hình, sợ cái gì, đứng lên, có sư tồn tại. Giờ khắc này, ngôn hỏa hình bên cạnh, cái kia hỏa lưu giới giới chủ, viêm thiên mở miệng. Sư tôn, mau mau nói cho phong nghịch, chúng ta rời khỏi, chỉ có như vậy mới có thể bảo mệnh, bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Môn hỏa hình lúc này mở miệng, hắn có loại cảm giác, hôm nay cổ phong giết hắn sư tôn, cũng đem dễ như trở bàn tay. Đồ hốn trướng, viêm thiên nghe xong, lúc này một cái tát trực tiếp đem môn hỏa hình rút bay ra ngoài. Lập tức, viêm thiên nhìn về phía cổ phong, cổ phong, bản tôn liền không tin ta, ngươi mặc dù có mấy phần thực lực nhưng muốn giết chín lần lôi kiếp cũng là không thể nào, bất kể là phong thiên hành, hay vẫn là cung trường tồn, ngươi cũng vẻn vẹn đem bọn hắn chân áp mà thôi, hiện tại ngươi thủ đoạn dùng hết, bản tôn liền tới thu thập ngươi. Viêm thiên mở miệng, lúc này trên thân hỏa diễm trong nháy mắt cháy lên. Chính là diễm hỏa chân thân, lập tức, hóa thành hỏa nhân viêm thiên, chính là hướng về cổ phong, cực nhanh trùng sát mà đến. Diễm hỏa chân thân phía dưới, chiến lực cực nhanh tiêu thăng. ồn ào, cổ phong gặp tình hình, lạnh lùng một câu, vung tay lên. Lúc này, cái kia ung châu hồn quy lâm bỗng nhiên chấn động, vô biên ý cảnh ngút trời mà đến, cực nhanh dáng lâm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái này ý cảnh, hẳn là hóa thành một gốc hư ảo cổ thụ hư ảnh. Cái này cổ thụ hư ảnh, chính là hồn thụ. Sau một khắc, cái này hồn thụ trung tâm chỗ, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy bên trong, tức khắc xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng. Cái này hấp xả lực lượng vừa ra, Tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể mình nguyên thần rung động, giống như muốn thoát thể mà ra đồng dạng. Mà cái này hồn thụ liền xuất hiện ở Viêm Thiên trước mặt, lúc này, trong cơ thể hắn nguyên thần trực tiếp bị cỗ này hấp xả lực lượng, cưỡng ép lôi ra. Không được, không được, tiếp theo, tại trong tiếng kêu thảm, Viêm Thiên nguyên thần trực tiếp bị hút vào hồn thụ bên trong. Lập tức, hồn thụ biến mất không thấy gì nữa. Viêm Thiên chưa chết, chẳng qua hắn nguyên thần đã bị cưỡng ép hút vào hồn quy lâm bên trong cái kia thượng cổ thời đại hư ảo trong thế giới. Không có nguyên thần, viêm thiên nhục thân, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã xuống tại đại địa bên trên. Đại gia không biết, viêm thiên nguyên thần bị hút vào hồn thụ nội thế giới, tại mọi người nhìn lại, chính là viêm thiên trực tiếp bị cổ phong diệt nguyên thần, trong nháy mắt chết thảm. Tất cả mọi người, sắc mặt đều là trở nên thảm bạch đứng lên, cổ phong mạnh, đã triệt để vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Ngôn hỏa hình nhìn thấy cảnh này, quần đã triệt để ẩm ướt hắn trực tiếp hung hăng vỗ một cái chính mình lồng ngực bành lúc này ngôn hỏa hình toàn thân linh mạch toàn bộ vỡ vụn giờ khắc này ngôn hỏa hình trực tiếp đem chính mình tu vi hoàn toàn phế bỏ trong miệng tiên huyết phun mạch thương thế này có thể so sánh lương thu hồng còn nghiêm trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần phong thiếu tha ta ta đã là một tên phế nhân ngôn hỏa hình mở miệng mi tâm lại là bay ra một giọt hồn huyết thu hồn huyết nhìn lấy ngôn hỏa hình cổ phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, lúc đầu hắn là có ý quyết giết, nhưng không nghĩ tới ngôn hỏa hình vậy mà như thế kiên quyết tựa như vậy phế chính mình. Cổ phong hiểu rõ, lấy ngôn hỏa hình tâm tính, chỉ sợ đời này cũng không dám làm ra uy hiếp chính mình sự tình. Mạng ngươi, bảo trụ, cổ phong nhìn về phía ngôn hỏa hình, nhạt nói. Cuối cùng, cổ phong ánh mắt, rơi vào duyện mộng chu trên thân. Duyện mộng chu giờ khắc này, mang trên mặt độc ban, sắc mặt thảm bạch cực kỳ, nhìn về phía cổ phong mở miệng, phong ca. Ngươi trúng độc, chương 1626, trông chờ. Cổ Phong nhìn ra, cái này duyện mộng chu là dấu hiệu trúng độc. Không đợi Cổ Phong mở miệng hỏi thăm, một thanh âm chính là truyền đến. Phong đại ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi, thật là tiểu muội duyên phận a. Bên trên bầu trời, Mộc Linh Nhi mỉm cười, bay tới. Mộc Linh Nhi, Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, hắn có thể nghĩ đến, chị được bệnh tất nhiên có thể hạ độc. Ha ha hôm nay đây bất quá là một đợt hiểu lầm, Linh Nhi thật không biết, Phong Đại ca là cái này cửu châu giới giới chủ, đây là giải dược. Một Linh Nhi mỉm cười, ném cho cổ Phong một cái bình thuốc. Cổ Phong tiếp nhận bình thuốc, trực tiếp phung tay lên. Ba, một tát này, quất đến 10 phần vang dội cái kia Mộc Linh Nhi, trực tiếp chính là bị cổ phong một cái tát rút bay ra ngoài. Mộc Linh Nhi trong miệng tiên huyết phun mạnh, bay ra vài chục trượt, nàng bụng mặt, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ ủy khuất. Nàng tự nhận là, chính mình tung hoành vô địch, ít khi đắc tội với người, cùng cổ phong là quen biết cũ, hôm nay lại là chủ động lấy lòng, không nghĩ tới cổ phong sau đó cái này nặng tay. Phong nghịch, người đánh ta, ta phía trước tại hỏa tinh, thế nhưng là đã giúp ngươi. Mộc Linh Nhi cắn răng lúc này mở miệng, nếu không có phía trước sự tình, người đã chết, cổ phong thanh âm lạnh lùng. Mộc Linh Nhi nhìn lấy cổ phong ánh mắt, lúc này một cái giật mình, nàng xem ra nam nhân này là căn bản sẽ không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Mộc Tiểu Cường gặp tình hình mở miệng, "Phong đại ca, tỷ tỷ không phải." Duyên phận đã hết, không cần nhiều lời, Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, "Giờ khắc này, cái kia Linh Mộc bà bà, cầm trong tay quải trượng, trực tiếp cười lạnh một câu, "Người trẻ tuổi, đủ hung ác, lão thân ngược lại là phải nhìn xem, người trấn áp ba người về sau, còn có thể có thủ đoạn gì?" Lập tức, Linh Mộc bà bà trực tiếp cầm trong tay quải trượng, hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, trực tiếp vung tay lên, "Giờ khắc này, Vòng Trần Hồ chấn động, ý cảnh trước mắt đã tới. Cái này vô biên ý cảnh hóa thành một cái hư ảo thất thải mọc gai, căn bản để linh mộc bà bà không kịp phản ứng, chính là từ nàng Thiên Linh bỗng nhiên đâm vào. A, à, linh mộc bà bà một tiếng hét thảm, sau một khắc, nàng các loại cảm xúc bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh, nàng cả người đã không có bất luận cái gì cảm xúc tồn tại. Mà cũng tại lúc này, nàng lại là bỗng nhiên ôm đầu, gào thét. Không được, không muốn, không nên giết đừng có giết ta phu quân, không phải ta, thật không phải là ta. Linh mộc bà bà hai tay ôm đầu, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không ngừng gào thét. Nàng ở sâu trong nội tâm ác mộng, bộc phát, lấy linh mộc bà bà cái này chín lần lui kiếp thực lực, vốn đã sớm đem đáy lòng ác mộng, hoàn toàn chấn áp, mà hiện tại tại vong trần hồ vong trần lực lượng dưới, nàng ác mộng, lần nữa bị tỉnh lại. Nhìn lấy linh mộc bà bà gào thét, đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, tại mọi người xem xem, cái này linh mộc bà bà, tựa như điên. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Vừa mới đến, chính là trước sau trấn áp phong thiên hành, cùng trường tồn, viêm thiên, linh mục bà bà, bốn cái xếp hạng thứ 10, nắm giữ 9 lần lôi kiếp thực lực giới chủ, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ha ha, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên một trận cười to truyền đến. Cổ phong ánh mắt, nhìn về phía cười to người, cười to người, chính là côn luân đạo nhân. Côn luân đạo nhân, nhìn về phía cổ phong mở miệng, phong nghịch. Ta tên, cổ phong, cổ phong nhạt nói, cổ phong, ha ha, không nghĩ tới, ngươi chính là cái này cửu châu giới giới chủ, ngươi xác thực có mấy phần thủ đoạn, chẳng qua bản tôn vừa rồi không có xuất thủ, nhưng hiện tại toàn bộ đều là thấy rõ ràng, ngươi hẳn là dung hợp cái này cửu châu giới bản nguyên lực lượng, như vậy có thể điều khiển cái này cửu châu giới bên trên một chút lực lượng. Chẳng qua những cái này ngoại lực, dù sao cũng có hạn, người chân áp mấy người kia, đã là cường nỏ cuối cùng. Côn Luân Đạo Nhân mở miệng, lập tức nói ra, người tu vi dù sao còn chưa đạt lôi kiếp, thật tiếp tục đánh, ngươi chỉ có một con đường chết, bản tôn hôm nay, đại biểu vạn giới, cho ngươi cửu châu giới một cái cơ hội, chín khối tiên cốt, ngươi cửu châu giới có thể lưu xuống một miếng, còn lại tiên cốt, ngươi liền không muốn tham gia, như thế nào? Cổ phong còn chưa mở miệng, nơi xa chính là truyền đến vô cùng suy yếu thanh âm. Cổ, cổ phong, không được, không thể, nghe được thanh âm này, cổ phong trực tiếp nhìn lại, khi thấy vùng đất kia bên trên, trong hố sâu, Ngực cốt sụp đổ, hấp hối thượng thanh lão tổ. Cổ Phong đôi mắt lúc này bỗng nhiên trợn trừng, chớp mắt ở giữa, Cổ Phong chính là đi vào thượng thanh lão tổ bên cạnh, tu vi lực lượng điên cuồng tràn vào thượng thanh lão tổ thể nội. Thượng thanh tiền bối, chịu đựng, Cổ Phong đôi mắt xích hồng, thượng thanh đạo nhân, vì Cửu Châu, trả giá toàn bộ, đối với người này, Cổ Phong trong lòng là cực kỳ tôn kính. Cái này hơn 800 năm bên trong, Cổ Phong đang bế quan, thượng thanh lão tổ một mực tại vì Cổ Phong hộ pháp đối với cái này thượng thanh lão tổ cổ phong sớm đã xem thành chính mình một một trưởng bối có thể nào nghĩ đến hắn biến thành bộ dáng như thế cổ phong không được không nên đáp ứng thượng thanh đạo nhân thanh âm gian nan mở miệng tiền bối ta nghe ngươi cổ phong mở miệng thanh âm lạnh hơn nhìn lấy thượng thanh đạo nhân vết thương ở ngực bên trên mang theo lấy độc ban cổ phong ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào cái kia còn tại bị điên gào thét linh mộc bà bà trên thân cái kia linh mộc bà bà chu vi Mộc Nguyên giới phần đông bảy lần trở lên lôi kiếp cường giả gặp tình hình, lúc này cùng nhau đi ra, đem Linh Mộc bà bà bảo hộ ở sau lưng. Giờ khắc này, lại là một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Cổ Phong, Cổ Phong nghe được thanh âm này, hướng về một chỗ nhìn lại, lúc này ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đại ma lão tổ. Lúc này, Cổ Phong phi thiên mà tới, đi thẳng tới ngọn núi lớn kia phía trước, nhìn lấy bị xuyên thủng thân thể, đóng vào đại sơn bên trên đại ma lão tổ, Cổ Phong trợn tròn đôi mắt Đại ma lão tổ, mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng đại ma lão tổ là cổ phong đáng giá tôn kính tiền bối. Lúc trước mình tại đạo nhất tông tìm nhu nhi phân thân, đại ma lão tổ khoảng cách đến đây tương trợ, những cái này cổ phong vô pháp quên. Mà bây giờ, giờ khắc này cổ phong băng lãnh như đào ánh mắt trực tiếp rơi vào, cái kia bị khô lâu gông xiềng giam cầm tu vi cung trường tồn trên thân. Cung trường tồn gặp tình hình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hộ ta. Lúc này, phi tiến giới phần đông võ giả, gào thét mà tới, cùng nhau đem cung trường tồn bảo hộ ở sau lưng. Phốc, Cổ Phong đem tiến theo đại ma lão tổ thể nội rút ra, đem hắn nâng lên. Tiên cốt kết nối Cửu Châu đại địa, đại ma lão tổ nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ trông chờ. Cổ Phong nghe nói, ánh mắt rơi vào cái kia Cửu Châu trên không trôi nổi chín khối tiên cốt bên trên, chỉ thấy mỗi một khối tiên cốt phía dưới đều có rất nhiều kim sắc sợi tơ, những cái này tơ vàng sợi tơ kết nối lấy Cửu Châu đại địa. Hiển nhiên, một khi tiên cốt bị cưỡng ép gỡ xuống, Cửu châu đại địa, đều muốn vì đó tan vỡ, thậm chí cửu châu giới cũng có thể tan vỡ. Cũng tại lúc này, lại là một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Cổ Phong, Cổ Phong ánh mắt nhìn, lúc này sắc mặt lại biến, Hàng Long đại sư. Hai ngọn núi lớn ở giữa, Hàng Long đại sư cứ như vậy bị ngọn lửa xiềng xích sâu ở nơi đó, bộ dáng bi thảm cực kỳ. Chương 1627, vạn người vây giết. Cổ Phong chấp mắt đã tới, một trường đem hỏa diễm xiềng xích đánh nát đem hàng long đại sư cứu, mở miệng, đại sư. Cổ phong, ra, không có, liền toàn bộ, đều không có, hàng long đại sư, trong mắt chảy xuôi lấy huyết lệ, trong thanh âm, mang theo khẩn cầu. Toàn bộ, cửu châu giới võ giả, đều là cảm giác được, cỗ này thật sâu bi thương. Cửu châu giới, là tất cả cửu châu nhân gia, cửu châu giới như hủy diệt, đại gia chính là không có gia. Tiền bối, người yên tâm, ra, sẽ không không có. Cổ phong mở miệng, thanh âm đột nhiên lạ thường bình thản. Tiếp theo, hắn mang theo sát ý ánh mắt, nhìn về phía lưu hỏa giới nơi đó. Lưu hỏa giới ánh mắt mọi người lúc này cùng nhau biến hóa, cùng một chỗ đem viêm thiên nhục thân thủ hộ đứng lên. Giờ phút này, thanh âm lại là truyền đến, cổ phong, tiểu tử ngươi, rốt cục đến, cổ phong nghe được cái này thanh âm, thân thể chấn động, trực tiếp nhìn lại, lúc này ánh mắt lại biến. Lão hầu tử, cái này, tại cổ phong từ tuế nguyệt động thức tỉnh về sau, người thứ nhất gặp được tu vi cao nhân đem không không giao cho cổ phong càng là bị cổ phong tiên thiên linh khí tại cổ phong tại đạo nhất tông thời điểm càng là đến đây tương trợ lão hầu tử không giống thượng thanh đại ma càng giống như là cổ phong bạn bè phá cổ phong lạnh lùng một câu một quyền trực tiếp oanh ra lúc này đặt ở lão hầu tử thân thể bên trên cự sơn trực tiếp tan vỡ nơi xa bàn tinh thần ánh mắt biến hóa không chút do dự tức khắc giấu ở cự nhân giới phần đông cự nhân bên trong nhìn lấy cổ phong hắn đáy mắt mang theo vẻ kiêng rè ta tới muộn nhìn lấy giờ phút này thân thể bên trên máu thịt be bét lão hầu tử cổ phong trong thanh âm mang theo ý thẹn lão hầu tử trong mắt chảy xuôi bên dưới nước mắt trực tiếp khẩn cầu mở miệng không được không muộn cổ phong giữ vững cửu châu cầu ngươi lão phu thiếu cửu châu quá nhiều còn muốn dùng cái này nhất sinh hoàn lại yên tâm cổ phong chậm tiếng mở miệng đem lão hầu tử Hàng Long đại sư, đại ma lão tổ, Thượng Thanh đạo nhân, toàn bộ đưa đến Cửu Châu dưới đám người bên cạnh. Giờ khắc này, ba người cũng đã hấp hối, bọn hắn tu vi mặc dù mạnh, nhưng ở vừa rồi phần đông chín lần lui kiếp cường giả vây giết phía dưới, trọng thương đều đến cực hạn. Nếu không, trong lòng bọn họ không cam lòng, nếu không bọn hắn nghĩ chờ đợi, chờ đợi cổ phong trở về, chờ đợi kỳ thích phát sinh, có lẽ bọn hắn sớm đã chết. Mà bây giờ, bọn hắn đều chống đỡ không được bao lâu. Phong đế đại nhân Phong đế đại nhân, giờ khắc này, bốn phương tám hướng, vô số cửu châu giới võ giả, nhìn về phía cổ phong, trong mắt đều là mang theo kỳ vọng. Trong mắt bọn họ mang theo nước mắt, bọn hắn tâm, gần như muốn chìm đến đáy cốc, cổ phong là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lúc này, cổ phong bắt đầu rõ ràng dò xét mỗi người. Mất đi một tay nắm đạo tiên chân nhân, đoạn một chân lôi Phật, ngực mang theo một cái lỗ máu ma uyên, mù một con mắt thiên kình. Những cái này thân ảnh quen thuộc, giờ phút này, đều là trọng thương tại người dưới chân, sớm đã máu chảy thành sông, khắp nơi, đều là thi thể. Chết thảm, không chỉ có lão nhân, có phu nhân, có hài tử. Hướng nhìn từ xa đi, cái kia thanh châu bên trong, cái kia thanh long học viện, đã hóa thành phế tích. Hận, vô biên hận, giờ khắc này, tại cổ phong trong lòng tư sinh. Phong đế đại nhân, mọi người thấy cổ phong, gần như cùng lúc mở miệng. Nhìn lấy đại gia cái kia tôn kính ánh mắt, cái kia vẻ chờ đợi, cổ phong mở miệng, thật xin lỗi, ta tới muộn thân là cửu châu chi đế, hôm nay toàn bộ là cổ phong chi trách. Trong mắt mọi người mang theo nước mắt, ai cũng không nói gì, cổ phong là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, bọn hắn duy nhất tín ngưỡng. Ta cổ phong lấy ngày vi thệ, hiện tại lên, ta sẽ không để cho ta cửu châu bên trên, bất luận kẻ nào một người chết đi, sẽ không. Cổ phong trong thanh âm mang theo kiên định, lập tức trực tiếp phóng lên tận trời. Mà cổ phong lời nói này, rơi trong lòng mọi người, đại gia tâm bị xúc động nhìn lấy cổ phong bóng lưng, bọn hắn chỉ cảm thấy, bóng lưng này, vô pháp bị siêu việt. Cổ phong, người có thể nghĩ tốt, bản tôn có thể cho ngươi lưu xuống một miếng tiên cốt. Còn lại, người không thể nhúng tay, côn luân đạo nhân nhìn lấy cổ phong, mở miệng, thực tế bên trên hắn không đem cổ phong để vào mắt, nhưng xem phía trước cổ phong quỷ dị thủ đoạn, hắn không muốn làm ra quá nhiều phiền phức, cho dù không cho cửu châu giới một khối. Hắn côn luân giới cũng không có khả năng đem toàn bộ tiên cốt đều nuốt vào, như vậy cho cửu châu giới một khối hắn thấy cũng không tính cái gì tiên cốt cổ phong thanh âm bình thản càng ngày càng bình thản côn luân đạo nhân khẽ nhíu mày lập tức lại là mở miệng cổ phong tu vi đến cấp độ này một chút sâu kiến chết sống kỳ thật cùng ngươi đã không quá quan trọng cầm tới một khối tiên cốt ung dung phi thăng cớ sao mà không làm sâu kiến cổ phong mở miệng trong mắt lãnh ý hiển hiện mở miệng ta đến ngươi côn luân giới cũng chém giết trăm vạn sâu kiến như thế nào hư không biết tốt xấu, cổ phong, người chẳng lẽ còn muốn một trận chiến sao? Côn Luân đạo nhân nghe xong, trong nháy mắt tức giận một câu. Cổ phong ánh mắt từ máu chảy thành sông đại địa bên trên đảo qua, lại nhìn về phía Côn Luân đạo nhân, thanh âm lạnh lùng cực kỳ, nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Lời nói này ở giữa, phổ biên sát lục khí tức, từ cổ phong thân thể bên trên, điên cuồng bộc phát ra, cực nhanh bay lên. Sát lục khí tức, đem cổ phong vây quanh, giết, 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 Toàn bộ cửu châu đại địa bên trên, cái kia vô số cửu châu bách tính, giờ khắc này, nhìn về phía bên trên bầu trời, khàn giọng giống to, hắn chúng ta đối với những cái này ngoại giới võ giả trong lòng sát ý cũng là hóa thành sát khí, bay lên trời. Bốn phương tám hướng vô biên sát khí, hướng về cổ phong hội tụ mà đến. Không chung, hoàn toàn bị sát lục khí tức bao trùm, hóa thành hoàn toàn u ám. Cái này, kiếm vô tình, thanh tuấn, thanh dính, trung ngũ hành, vân du thiên, bàn lực cùng rất nhiều năm đó tham gia qua vạn giới lịch luyện người nhìn thấy cảnh này đều là ánh mắt kịch biến trong đầu của bọn họ không khỏi hiển hiện năm đó cái kia đạo sát lục khí thức vây quanh tại bên trên bầu trời đối mặt với hai đại tiên vương cũng dám liều đánh một trận tử chiến thân ảnh côn luân đạo nhân nhìn về phía cổ phong cười lạnh ha ha nợ máu trả bằng máu cổ phong người thủ đoạn đã dùng hết lại một cái chín lần lui kiếp cường giả đều chém giết không được người cầm cái gì cùng bản tôn đấu cùng cái này mấy trăm giới diện cường giả đến đấu. Cổ phong, bản tôn kính ngươi có chút khí phách, không muốn giết ngươi, cũng chỉ lấy một khối tiên cốt. Ngươi chính là chớ có xính cường, hải vân tâm, cũng là phóng ra một bước, nhìn về phía cổ phong lãnh ngữ. Tiểu Hữu năm đó người đối với lão phu hai người đệ tử có ân, ta yêu tộc có ân tất báo, hôm nay ta yêu phong giới có thể bảo vệ ngươi không chết, cũng sẽ không lại đối với ngươi cửu châu giới xuất thủ, ngươi chính là như vậy thu tay lại đi. Công Dương Vũ, nhìn về phía cổ phong mở miệng, ha ha, một cái cửu châu sâu kiến mà thôi, còn muốn dẫy ruộng. Nhờ vào một giới lực lượng, mới miễn cưỡng chân áp mấy người mà thôi. Chúng ta cùng ra tay, cửu châu giới trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, mấy trăm giới diện cường giả, cùng nhau bước ra một bước, mở miệng phía dưới, nhìn lấy cổ phong, như là nhìn lấy một chuyện cười. Trường 1628, dị sắc thiên lôi. Cửu châu tại, là người tại, cửu châu vong, là người vong cổ phong mở miệng lời nói này như là một đạo tín niệm tại tất cả mọi người cửu châu bách tính trong lòng hiển hiện kiếm vô tình tại bên trên bầu trời nhìn lấy giờ phút này rõ ràng cô độc bất lực lại như cũng không có nửa phần khuất phục cổ phong trong lòng có chút rung động như là hắn hắn vô pháp làm đến như vậy đã ngươi muốn chết bản tôn thành toàn ngươi côn luân đạo nhân cười lạnh lập tức mở miệng cái kia một giới người trước hết giết cổ phong bản tôn làm bảo đảm cho cái này giới một khối tiên cốt cho một khối tiên cốt, nghe đến lời này, cái kia mấy trăm giới diện người, toàn bộ đều sôi trào. Nên biết đạo, tiên cốt chỉ có 9 khối, coi như một cái giới diện đạt được một khối, cũng chỉ có 9 cái giới diện có thể được mà thôi. Tới này mấy trăm giới diện võ giả, chín thành cửu giới mặt đều là không chiếm được tiên cốt. Mà bây giờ, lại đột nhiên có hy vọng, cái này cổ phong cho dù có vài thủ đoạt, nhưng dù sao chưa đạt lôi kiếp, mấy trăm giới diện cường giả đồng loạt ra tay, giết hắn như là lấy đồ trong túi, ai vận khí tốt, cho hắn cuối cùng tất sát nhất kích, vậy liền có thể đến một khối tiên cốt, đây là vô cùng đại tạo hóa. Giết, cùng một chỗ giết, vì tiên cốt, động thủ, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, hơn vạn lôi kiếp võ giả, hướng về cổ phong nơi này đánh tới. Hải Vân Tâm nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Công Dương Vũ càng là ánh mắt biến hóa, mặc dù cổ phong đối với hắn yêu phong giới có ân, nhưng hắn đã hết lòng rồi, không nghĩ tới cái này cổ phong như vậy bướng bỉnh. Tuấn Nhi, Dĩnh Nhi, đi bảo vệ những cái kia Cửu Châu võ giả, hôm nay phải chết, cũng chỉ là cổ phong một người chết, không nên để cho cái này Cửu Châu giới người chết đi. Công Dương Vũ mở miệng, "Sư Tôn," Thanh Dĩnh nhíu mày, Công Dương Vũ cảm thán mở miệng, "Người này là Cửu Châu giới mà chiến, bảo hộ những người dân này, chính là chúng ta Phạm Vi năng lực bên trong, đối với hắn nhất trợ giúp lớn. Ân tình này, cũng xem như vi sư thay các ngươi trả." Thanh Tuấn cùng Thanh Dĩnh, cuối cùng gật đầu. Giờ khắc này, Vạn chúng nhìn kỹ, toàn bộ hội tụ tại bên trên bầu trời. Hôm nay không có công bằng đáng nói, cái này hơn vạn lôi kiếp võ giả, duy nhất chỉ có một cái ý nghĩ, giết Cổ Phong. Mà lúc này, nhìn lấy bốn phương tám hướng, hướng về chính mình trùng sát mà đến võ giả, Cổ Phong cười lạnh một câu, tới đi. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong nơi trái tim trung tâm hào quang nộ phóng, có một cái trái tim hư ảnh hiển hiện, đồng thời Cổ Phong trên thân tu vi lực lượng, trước đó chưa từng có điên cuồng bộc phát ra hơn 800 năm trước, cổ phong tu vi, chính là đã đạt tới thiên dương đại viên mãn. Cái này hơn 800 năm, cổ phong hoàn toàn dung hợp cửu châu bản nguyên, tu vi đã đạt tới một cái một cái cực hạn. Hiện tại, chính là lúc độ kiếp, oanh, một đạo vô cùng cự đại tiếng oanh minh từ bên trên bầu trời truyền đến. Cái này oanh minh chấn động chân trời, mang theo khó có thể chống cự thiên uy. Độ kiếp, tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, cái này cổ phong, vậy mà lựa chọn ở thời điểm này độ kiếp lôi kiếp, tới đi, cổ phong mở miệng, lúc này một tiếng quát lên, giờ khắc này, chỉ thấy bên trên bầu trời, mây đen kia trong nháy mắt lóe ra vô biên hồng quang. Tiếp theo, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một đạo kích thước to lớn hỏa hồng sắc lôi điện cột sáng, từ vạn trượng không chung, đột nhiên đánh xuống. Xích lôi kiếp, nhìn thấy cái này lôi điện, côn luân đạo nhân, hải vân tâm, công dương vô ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Bình thường lôi kiếp, đều là kim sắc lôi điện, kim sắc lôi điện, cũng là bình thường nhất lôi kiếp nhưng là có ngoại lệ nghe đồn một chút ít thiên phú dị bẩm người lúc độ kiếp hội dẫn tới dị sắc thiên lôi xích lôi kiếp chính là một loại trong đó côn luân đạo nhân đám người tu vi đến cấp độ này mặc dù còn chưa tiến vào thượng giới nhưng đối với thượng giới một ít chuyện cũng có một chút hiểu nghe đồn dẫn tới xích lôi kiếp phi thăng thành công người tư chất hội nghiền ép phổ thông lôi kiếp võ giả rất nhiều võ giả sau khi phi thăng một mực vây ở tiên đạo nhất giai thậm chí tu hành mấy trăm năm tiên đạo nhất giai đều không thể tu hành đại thành nhưng vượt qua xích lôi kiếp phi thăng người mỗi cái chỉ ít đều là tiên đạo nhất giai đỉnh phong hạng người côn luân đạo nhân mấy người cũng không nghĩ tới cổ phong vậy mà có thể dẫn tới cái này xích lôi kiếp nói là chậm chạp nhưng cái này toàn bộ đại gia suy nghĩ trong lòng chẳng qua tại một phần vạn chớp mắt ở giữa bên trên bầu trời cái kia to bằng vại nước màu đỏ lôi kiếp trực tiếp dựng thẳng đánh xuống không tốt mau trốn mau trốn tản ra, lúc đầu, hơn vạn lôi kiếp võ giả, đều là tại chiều lấy cổ phong vào tới, mà lần này, lại không nghĩ cổ phong đột nhiên độ kiếp, dẫn động thiên lôi giáng lâm. Xông lên phía trước nhất người, căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, thiên lôi hạ xuống, mà cực nhanh khuếch tán, cổ phong trong phương viên mười trượt, tất cả mọi người vào tới lôi kiếp võ giả, toàn bộ bị liên lụy. Thiên lôi oai là kinh khủng bực nào, huống chi, đây là dị sắc thiên lôi, uy lực lại vượt xa bình thường thiên lôi xông lên phía trước nhất, khoảng cách cổ phong trong phạm vi một trượng mấy cái tu vi tại ba lần lôi kiếp phía dưới võ giả, trực tiếp chính là bị tại chỗ đánh chết. Thân thể, trong nháy mắt bị lôi điện đốt cháy hầu như không còn. Mà những người còn lại, coi như không chết, cũng là đại bộ phận đều là bị bổ đến trọng thương. Chỉ có những cái kia bảy lần trở lên lôi kiếp võ giả, mới bị thương nhẹ. Cổ phong đột nhiên này độ kiếp, trực tiếp chính là đánh chết mấy người, trọng thương hơn 10 người, có thể nói thu hoạch tương đối khá mà thân là độ kiếp người cổ phong tự nhiên nhận cái này xích lôi kiếp cửa ải lớn nhất chiếu lôi điện cột sáng trực tiếp bổ chung cổ phong đỉnh đầu cổ phong chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng nóng bỏng cảm giác rót vào trong thân thể của mình trong thân thể của hắn dòng điện chảy xuôi mang theo vô cùng kịch liệt đau nhức sau một lát cổ phong mở hai mắt ra hắn ra rẻ trực tiếp rút đi một tầng như là tân sinh đồng dạng cổ phong mở bàn tay một đạo màu đỏ hồ quang điện hiển hiện trong tay một cỗ lực lượng cảm giác hiển hiện, hiện không khỏi tự nói đây chính là lôi kiếp lực lượng. Thật là rào hoạt tiểu quỷ, côn luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng, một người tư chất đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn tới thiên lôi, cái này lôi kiếp hội một mực giáng lâm, thẳng đến không cách nào tiếp nhận, mới có thể dừng lại. Đợi hắn vượt qua lôi kiếp, lại ra tay không muộn. Đại gia nghe xong, nhao nhao gật đầu, nơi này đều là lôi kiếp võ giả, đại gia đối với lôi kiếp cũng đều là hiểu. Nếu như một cá nhân thực lực đã đầy đủ vượt qua ba lần lôi kiếp, như thế hắn chính là hội dẫn tới 4 lần lôi kiếp, lần thứ tư lôi kiếp, hắn bị đánh chết lôi kiếp liền sẽ đình chỉ, còn nếu là không chết, tính toán hắn trong chết trốn sinh, cái này lôi kiếp cũng sẽ đình chỉ. Nói cách khác, một khi độ kiếp bắt đầu, cái này lôi kiếp có hay không dáng lâm, là không được nhận chính mình khống chế. Thiên lôi uy lực, ai đều hiểu rõ, lớn như thế ra liền đang chờ đợi, chờ đợi cổ phong hoàn toàn độ kiếp hoàn tất, lại đối với cổ phong xuất thủ. Lại đến, Giờ khắc này, cổ phong nhìn về phía không trung, mở miệng lần nữa. Oanh, lúc này, bên trên bầu trời, lại là oanh minh đứng lên. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tranh sắc hồ quang điện lấp lánh, tiếp lấy một đạo kinh khủng tranh sắc lôi điện cột sáng, trong nháy mắt giáng lâm. Lại là dị sắc thiên lôi, nhìn thấy cảnh này, côn luân đạo nhân đám người, ánh mắt biến đổi. Tranh lôi kiếp, chương 1629, lôi đột, tranh lôi kiếp, lúc độ kiếp, nếu là có thể dẫn tới tranh lôi kiếp, cái kia người độ kiếp, đồng dạng phi thăng, tu vi chỉ ít cũng có thể đạt tới tiên đạo lưỡng dai. Tiên đạo lưỡng dai, không có có nhất định tư chất tạo hóa người, đều là không thể nào đạt tới. Côn luân đạo nhân đám người, kinh ngạc cổ phong tư chất cường đại. Giờ khắc này, chư giới cường giả, đều là tránh lui đến cổ phong mười trượng phạm vi bên ngoài. Mà cổ phong, lại là làm ra một kiện để cho người ta căn bản vô phương đoán trước sự tình. Lôi kiếp, ta một cá nhân tiếp nhận thế nhưng là không có ý nghĩa. Cổ phong ánh mắt trực tiếp rơi vào một mảnh đám người dày đặc chỗ, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Một cái chớp mắt này ở giữa, cổ phong đem tốc độ điều động đến cực hạn. Sau một khắc, cổ phong liền là xuất hiện ở một đám ngoại giới lôi kiếp cường giả bên trong. Oanh, tranh sắc thiên lôi, bỗng nhiên bổ xuống. A, à, không được, thân thể ta, a, à, cổ phong chu vi, trong phạm vi 10 trượng ngoại giới võ giả, lần nữa bị lôi điện bổ chúng. Mà cái này tranh sắc thiên lôi uy lực càng cường đại hơn xích sắc lôi kiếp. Rất nhiều ngoại giới võ giả, trong nháy mắt chính là bị đánh chết hơn 10 người, những người còn lại, toàn bộ trọng thương. Vô số cỗ cháy khét thi thể, từ không trung rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Những cái kia chưa chết trọng thương người, phi tốc lùi bước, cùng cổ phong kéo dài khoảng cách. Tất cả mọi người, nhìn lấy cổ phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ha ha, cổ phong, không nghĩ tới người âm hiểm như thế. Côn Luân đạo nhân ánh mắt cũng là ngưng tụ, cười lạnh mở miệng vạn người vây giết một mình ta, cùng người âm hiểm so ra, ta đây còn giống như không tính cái gì. Cổ phong mỉm cười, mọi người thấy cổ phong cái này dáng tươi cười, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Cái này cổ phong lần sau nhất định sẽ còn đem thiên lôi dẫn tới chúng ta nơi này. Cái này thiên lôi, càng ngày sẽ càng cường. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, đại gia tinh thần đều có chút bối rối. Giờ khắc này, cái kia bách thuật giới giới chủ, chủ bách thuật mở miệng, chư vị, chớ hoảng sợ, ba lần lôi kiếp trở xuống cách xa một chút ba lần lôi kiếp trở lên khoảng cách gần một chút cái này cổ phong sẽ không một mực dẫn tới thiên lôi kiểu gì cũng sẽ dừng lại một khi dừng lại hắn liền chắc chắn phải chết đại gia nghe xong nhao nhao gật đầu lấy cổ phong dẫn tới cái này thiên lôi uy lực có ba lần lôi kiếp trở lên thực lực coi như bị chém chúng cũng sẽ không chết lúc này đại gia cùng cổ phong lại là kéo dài khoảng cách côn luân đạo nhân không tiếp tục mở miệng hắn thấy cổ phong hôm nay chắc chắn phải chết hiện tại bất quá là dãy ruộng nhiều một hồi mà thôi cổ phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa lần đầu tiên là xuất kỳ bất ý lần thứ hai là chủ động xuất kích hiện tại tất cả mọi người có cảnh giác nghĩ lại dựa vào thiên lôi bổ người chỉ sợ liền sẽ có chút ít phí sức lấy hiện tại mọi người cùng chính mình khoảng cách chính mình còn muốn chớp mắt đi vào trong bọn hắn không được quá dễ dàng cũng tại thời khắc này lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên cổ phong ta truyền cho ngươi tiên thuật lôi độn cái này tiên thuật cần dựa vào lôi điện thôi động, trước kia ngươi không có vượt qua lôi kiếp, như vậy vô pháp truyền thụ cho ngươi, lấy ngươi cảm ngộ lực, cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ, tu luyện thuật này về sau, tốc độ ngươi đủ truy đuổi lên ở đây bất kỳ người nào. Lôi Đột, Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên, trong tay xích sắc hồ quang điện, cùng tranh sắc hồ quang điện hiển hiện. Vượt qua hai lần lôi kiếp, Cổ Phong cảm giác thực lực mình cường đại rất nhiều. Giờ khắc này, lão ngư đem một mảnh tiên thuật khẩu quyết truyền đến Cổ Phong trong đầu. Lôi thiên địa tốc độ, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lôi độn thuật khẩu quyết, ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Căn cứ khẩu quyết, cổ phong bắt đầu điều động thể nội lôi điện. Lúc này, xích sắc cùng tranh sắc lôi điện, tại cổ phong thân thể bên trên lưu chuyển ra. Cũng tại lúc này, oanh, ba vạn trưởng không chung, oanh minh đứng lên, bên trên bầu trời, mây đen bên trong, hoàng sắc hồ quang điện lấp lánh. Cái này hoàng sắc hồ quang điện, phát tán khí tức, siêu việt phía trước xích sắc hồ quang điện cùng tranh sắc hổ quang điện. Cái này, hoàng lôi kiếp, đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có tư chất như thế? Côn luân đạo nhân ánh mắt biến hóa, dẫn tới hoàng lôi kiếp, đồng dạng sau khi phi thăng, có thể tu luyện tới tiên đạo tam giai, tiên đạo tam giai, đó là thượng vị tiên nhân tồn tại, như là đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi, nói không nhất định lấy đạt tới tiên đạo tứ giai, mà đạt tới tiên đạo tứ giai, đó chính là tiên vương cấp cường giả, không nói có thể thành hay không tiên vương, thượng vị tiên nhân, tại trong tinh không, đã là các đại thế lực, đều nguyện ý trọng dụng đối tượng. Có thể nói, cổ phong hiện tại một khi phi thăng, tại trong tinh không, nhất định đã có một chỗ cắm rùi. Hải vân tâm, công dương vụ ánh mắt, cũng hơi hơi biến hóa. Hạ giới võ giả phi thăng, có thể dẫn tới hoàng lôi kiếp người, cực ít. Tiếp theo, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, một đạo hoàng sắc lôi điện cột sáng, hung hăng bổ xuống. Rất nhiều ngoại giới võ giả đoán chừng cổ phong tốc độ, giờ khắc này đều cùng cổ phong duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, đồng thời tất cả mọi người có đề phòng. Cũng tại thời khắc này, một đạo bình thản lời nói truyền đến. Lôi đột, lời nói này ở giữa, cổ phong thân thể bên trên, xích, tranh, hai màu hồ quang điện, bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, cổ phong hóa thành một đạo hai màu lôi quang trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Nói là chậm chạp, nhưng toàn bộ, chẳng qua tại chớp mắt ở giữa đại gia còn đều chưa kịp phản ứng giờ khắc này cổ phong đã đi tới một đám võ giả trung ương cái kia bổ thấp đến một nửa thiên lôi trong nháy mắt sửa đổi quý tích hung hăng đánh xuống oanh a à, không được lại là kêu thảm liên miên truyền đến hoàng sắc lôi điện xuyên qua phần đông ngoại giới võ giả thân thể mà hoàng sắc thiên lôi uy lực so trước đó hai màu thiên lôi càng cường lúc này từng đợt mùi khét lẹt truyền ra mười mấy võ giả tại chỗ bị đánh chết hóa thành thây khô từ không trung rơi xuống còn lại trọng thương người, lần nữa phi tốc lui ra phía sau. Giờ khắc này, tất cả mọi người, nhìn lấy cổ phong, trong mắt vẻ hoảng sợ, đạt đến cực hạn. Lôi điện chảy xuôi qua cổ phong thân thể, mặc dù cái này hoàng lôi kiếp rất mạnh, nhưng cổ phong dung hợp cửu châu bản nguyên, bản thân tu vi đạt tới trước chỗ chỉ có đỉnh phong, cái này lôi kiếp tiếp nhận xuống tới, cũng không có vấn đề gì. Ba lần lôi kiếp, xem trong tay tam sắc hồ quang điện, cổ phong chỉ cảm thấy, chính mình càng cường. Tiếp theo, Cổ phòng ánh mắt đảo qua phần đông võ giả, cười nhạt một câu, cái nào không sợ chết, chúng ta tiếp tục. Cái này ánh mắt đảo qua đám người thời điểm, một chút tu vi thấp, còn có một số vừa mới bị thiên lôi bổ đến trọng thương người, lúc này liền là giật mình một cái. Ta không muốn chết, ta rời khỏi, ta cũng không nghĩ chết, dù sao tiên cốt ta cũng tranh đoạt không đến. Ta cũng rời khỏi, lúc này một số võ giả trong lòng e ngại, đã đạt đến thực hạn, liền phải thoát đi. Bản tôn, để cho các ngươi đi sao? Côn Luân Đạo Nhân nhìn thấy cảnh này, lúc này lạnh lùng một câu. Lập tức, Côn Luân Đạo Nhân thân thể chấn động, lúc này, không có vài đạo kiếm khí, từ Côn Luân Đạo Nhân trong thân thể bắn mạnh mà ra. chương 1630, trảm giới chủ, cái này vô biên kiếm khí, tại bên trên bầu trời giao thoa tung hoành, bố trí thành một mảnh đại trận, đem toàn bộ cửu châu giới không chung đều là giam cầm. Hư không, bị phong tỏa, bất luận kẻ nào, hiện tại đều không thể xé rách hư không rời đi. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, nhưng trong lòng là cười một tiếng, hôm nay những người này đều tại cửu châu giới phạm phải thao thiên sai lầm lớn, coi như Côn Luân đạo nhân không ngăn trở những người này rời đi, Cổ Phong cũng sẽ không thả bọn họ rời đi. Côn Luân tiền bối, chúng ta không muốn chết, cái này Cổ Phong quá quỷ dị, chúng ta không muốn bị thiên lôi đánh chết. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Côn Luân đạo nhân mở miệng. Một nhóm ngu xuẩn, cái này thiên lôi còn có thể bổ thấp vài lần, một khi toàn bộ đánh xuống, Cổ Phong chính là cái phế vật đại gia vây giết, khoảng cách có thể đem hắn chém giết. Côn Luân đạo nhân mở miệng, lập tức thanh âm lạnh lẽo, hôm nay, đại gia vì đồng dạng mục tiêu mà đến, ai như trước tiên rời đi, đó chính là cùng ta Côn Luân giới là địch. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người lại là giật mình. Côn Luân đạo nhân là thực lực gì, ai dám đối địch với hắn, lúc này không còn có người dám nói chuyện. Cổ phong, rất tốt, người ngược lại là có tí khôn vặt, chẳng qua bản tôn đến cùng là muốn nhìn, người còn có thể dẫn tới mấy đạo thiên lôi. Côn Luân đạo nhân nhìn về phía cổ phong cười lạnh mở miệng. Hắn không được nghĩ những thứ này người rời đi, tự nhiên là nghĩ để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Mặc dù cái này thiên lôi Côn Luân đạo nhân là không sợ, nhưng Tổng không muốn ra ngoài ý muốn. Vậy, ngươi liền nhìn lấy, cổ phong cười nhạt, nhìn về phía không trung thiên lôi, đến. Oanh, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh lần nữa truyền ra. Tiếp theo, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, lục sắc hồ quang điện, tại trong vân vụ thai ngén lục sắc, lục lôi kiếp, giờ phút này, côn luân đạo nhân, hải vân tâm, công dương vũ, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Cũng tại lúc này, thiên linh tiên vực bên trong, vương cấp tinh vực, linh tham tinh vực, linh tham tinh. Linh tham tinh bên trên, cái kia trung tâm chỗ, cự đại nhân sâm nội bộ. Cái này nhân sâm nội bộ, có một cái không gian. Cái này trong không gian, nằm một tên thanh y thiếu niên, thiếu niên này, dung mạo thanh tú, đôi mắt khép lại, ngủ mười phần an tường bộ dáng thân thể bên trên kết nối lấy từng cây như nhân sâm sợi dễ đổ vật những nhân sâm này sợi dễ kết nối tại không gian này chu vi vách tường bên trên bạch tham đứng ở trước mặt thiếu niên trong thanh âm mang theo vẻ trông đợi a thanh ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại nhất định sẽ giờ khắc này bạch tham trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người đạo thân ảnh kia danh tự gọi phong nghịch đó là nàng tại vạn giới lịch luyện bên trong phát hiện một cái hạ giới võ giả võ giả này lại thành nàng cứu sống A Thanh to lớn nhất hy vọng. Lại không nghĩ rằng, người này trên thân mang theo như vậy bí mật, không chỉ có nắm giữ nghịch chi lực, còn dẫn tới cản thi phái. Phong nghịch, ta nghĩ ngươi sẽ không liền chết đi như thế, ngươi nhất định còn sống, ta nhất định phải tìm được ngươi, chỉ có tìm được ngươi, ta A Thanh mới có thể có thể sống sót. Bạch Tham mở miệng, cũng tại lúc này nàng bên hông một tấm lệnh bài mãnh liệt mà chấn động. Lệnh bài này, bị nàng cầm lấy, cái này lệnh bài, là tiên vương lệnh, Bạch Tham thân là Linh Tham tinh chi chủ, cũng là cái này Linh Tham tinh vực chi chủ, chỉ sợ hơn trăm tinh thần, cái này lệnh bài có thể cảm nhận được cái này hơn trăm tinh thần bên trên tu giả khí tức. Một khi có tư chất yêu nghiệt thiên kiêu xuất hiện, nàng lệnh bài này đều hội có cảm ứng. Giờ khắc này, lệnh bài bên trên, Lục Mang hiển hiện. Dị sắc lôi kiếp, lục lôi kiếp, ta Linh Tham tinh vực bên trong, lại có vương cấp tư chất tu giả sinh ra. Bạch Tham ánh mắt biến hóa, vương cấp tư chất, đây chính là vương cấp tư chất a. Nàng Bạch Tham mới bất quá tiên đạo tứ giai, là một cái hạ vị tiên vương mà thôi. Có thể nói, cái này dẫn tới lục lôi kiếp thiên kiêu, chỉ cần một đường thông thuận, tương lai chính là cùng chính mình một cái cấp bậc tiên vương. Con đường tu hành từ từ, có thể tu hành đến tiên vương võ giả, lại rất ít, rất nhiều nắm giữ tiên vương tư chất võ giả, đều là nửa đường chết sớm. Bạch Tham, thân là linh tham tinh vực chi chủ, phát hiện cái này loại yêu nghiệt thiên kiêu, muốn làm, chính là đem hắn đưa đến bên cạnh mình, tiến hành bảo hộ, thật tốt bồi dưỡng, để cho tư chất hóa vì tu vi chân chính. Cái này, người này nhân quả, xã hội phức tạp như vậy, ta vậy mà thôi diễn không ra hắn danh tự, cũng không có cách nào thôi diễn ra, hắn ở đâu khỏa tinh thần bên trên. Bạch tham ánh mắt càng là biến hóa, yêu nghiệt, đây là tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt, nhân quả phức tạp người, đều là tư chất tuyệt đỉnh hạng người. Lúc này, bạch tham trực tiếp truyền âm ra ngoại giới, truyền ta ra lệnh, thông chi linh tham tinh vực bên trong toàn bộ tinh thần chi chủ, phát hiện có dẫn tới lục lôi kiếp người, tức khác bẩm báo bản vương. Cổ phong nơi này, tự nhiên không biết, hắn đem chính mình người quen biết cũ bạch tham lại cho kinh ngạc một thanh. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, lục sắc thiên lôi hạ xuống trước mắt. Cổ phong ánh mắt, khóa chặt tại phong thiên hành trên thân. Lôi đột, một cái chớp mắt này ở giữa, cổ phong trên thân, tam sắc hồ quang điện lấp lánh, thi triển lôi đột. Sau một khắc, cổ phong trực tiếp liền là xuất hiện ở phong thiên hành trước mặt bàn tay trực tiếp một thanh đặt tại phong thiên hành trên đầu. Phong thiên hành phía trước bị cổ phong lấy tuế nguyệt động tuế nguyệt ý cảnh định trụ, đến bây giờ cũng là không cách nào di động mảy may, đang bị thần hành giới rất nhiều võ giả bảo hộ, giờ phút này nhìn thấy cổ phong, cái kia trong mắt thần sắc đại biến. Oanh, thiên lôi hạ xuống, lập tức, kêu thảm liên miên truyền ra, lục sắc thiên lôi, thuộc về vương cấp thiên lôi, uy lực đã lột xác, cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, phong thiên hành chu vi, Năm lần lôi kiếp lấy thượng vũ giả còn sống, năm lần lôi kiếp trở xuống, toàn bộ đều là bỏ mình tại chỗ, hóa thành cháy khét thi thể. Cổ Phong là thiên lôi bổ trung tâm nhất chỗ, bàn tay hắn đặt tại phong thiên hành trên đầu, giờ khắc này, phong thiên hành cùng cổ phong tiếp nhận một dạng lôi điện đãi ngộ. A, à, kinh khủng dòng điện lưu truyền đến cổ phong thân thể các nơi. Không có phía trước ung dung ứng đối, giờ khắc này, cổ phong thân thể bên trên cũng là truyền đến đau đớn kịch liệt. Bất quá, cái này thiên lôi đánh xuống, tiếp nhận thiên lôi không chỉ là cổ phong chính mình, còn có phong thiên hành, có thể nói, phong thiên hành vì cổ phong tiếp nhận một nửa thiên lôi uy lực. Giờ khắc này, phong thiên hành toàn thân cháy khét, tóc đều đã đứng lên. Nhìn về phía cổ phong, hắn đáy mắt tràn đầy vô biên hận ý. Lấy hắn tu vi, cái này lục sắc lôi kiếp, không có trực tiếp đánh chết hắn, nhưng bởi vì bị tuế nguyệt ý cảnh định trụ, hắn không có vận chuyển chút nào tu vi, liền tương đương với lấy nhục thân sinh sinh tiếp nhận cái này một đạo thiên lôi. Giờ phút này, hắn đã trọng thương. Kết thúc, cổ phong nhìn lấy phong thiên hành, trong mắt lãnh ý hiển hiện, bàn tay bên trên, tứ sắc lồi điện vây quanh, một trường hung hăng đánh về phía ngực. Phốc, tiên huyết bắn tung tóe Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, phong thiên hành vị trí trái tim, trực tiếp bị cổ phong một trường đánh xuyên. Phong thiên hành, nhục thân khí tức, trong nháy mắt mẫn diệt. Nhục thân, bỏ mình, thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm giác tê cả ra đầu. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng cổ phong không có chém giết chín lần lôi kiếp cường giả bản sự, mà bây giờ, như vậy một vị chín lần lôi kiếp cường giả, liền sinh sinh bị cổ phong hủy nhục thân. Siêu, chương 1631, cường thế, cũng tại lúc này, một khỏa nguyên thần, từ hắn tan vỡ nhục thân bên trong bay ra. Chính là phong thiên hành nguyên thần, cổ phong lại là một thanh đem hắn bắt lấy. Phong thiên hành khẩn cầu mở miệng, cổ phong, đừng giết ta, ta là thần hành giới giới chủ, ta có thể cho ngươi tài nguyên to lớn, đừng giết ta đừng muộn cổ phong mở miệng vung tay lên lúc này phong thiên hành nguyên thần chấn động hắn nguyên thần bên trên linh trí trực tiếp bị cổ phong cưỡng ép xóa đi phong thiên hành chết một cái chín lần lui kiếp cường giả cứ như vậy bỏ mình ở trước mặt đại gia đám người theo bản năng lui ra phía sau mấy bước không có linh trí cái này nguyên thần liền thành một cái tinh thần hồn thể cổ phong xuất ra vạn ma kỳ trực tiếp đem cái này nguyên thần ném vào trong đó chỉ được không bao lâu cái này nguyên thần cũng sẽ bị vạn ma kỳ bên trong ma khí luyện hóa thành một cái ma đầu chín lần lôi kiếp ma đầu đối với cổ phong công dụng không nhỏ phụ thân phụ thân cái kia mất đi hai tay phong vô cực nhìn thấy cảnh này khàn giọng kêu thảm hắn hôm nay vốn là đến đoạt tiên cốt vốn cho rằng mình có thể khôi phục thiên kiêu tu vi mà bây giờ phụ thân hắn chết hắn mình bị trảm hai tay cổ phong ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi sẽ không phong vô cực một tiếng gào thét một trường hung hăng chụp về phía chán mình. Sau một khắc, phong vô cực, nhục thân tan vỡ. Nguyên thần, cũng theo đó tan vỡ. Hắn tự sát, hắn hiểu rõ, nếu như không tự sát, liền sẽ chết ở cổ phong trong tay. Cổ phong cuối cùng, lắc đầu, ngược lại là có mấy phần huyết tinh, đáng tiếc ta cổ phong, liền tiên còn không sợ, như thế nào lại sợ quỷ. Côn Luân Đạo Nhân giờ phút này sắc mặt âm trầm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cổ phong hội có như thế thiên tư, có thể nói, một khi Cổ Phong thành công phi thăng, sau này hắn côn luân đạo nhân chắc chắn phải chết. Lục Sắc Lôi Kiếp, tương lai hắn như là trở thành tiên vương, nghiền chết chính mình như là nghiền chết một con kiến. Giờ khắc này, hắn đối với Cổ Phong sát ý, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hắn hiểu rõ, người này bất tử, tất nhiên là họa lớn. Bên cạnh, Kiếm Vô Tình nhìn lấy cảnh này, trong ánh mắt mang theo phức tạp. Hôm nay đối mặt với như vậy khốn cục, Cổ Phong có thể làm được trình độ như vậy hắn không cách nào tưởng tượng. Năm đó ở cản thi phái bạch cốt chiến thuyền bên trên, cổ phong cứu hắn, hắn thiếu cổ phong một cái nhân tình. Hôm nay sở dĩ một mực không có xuất thủ, hắn là đang chờ đợi, chờ đợi cổ phong chân chính đạt tới cường nỏ cuối cùng thời điểm, hắn mới dự định xuất thủ cứu giúp. Lại không nghĩ rằng, cổ phong mỗi lần làm ra hành động kinh người. Gia hỏa này cực hạn, đến cùng ở đâu bên trong? Các ngươi không phải vì tiên cốt mà tới sao? Hiện tại tiên cốt ngay ở chỗ này, ai muốn lấy, đến, cho các ngươi cơ hội." Cổ Phong ánh mắt đảo qua, cái này hơn vạn võ giả, mỉm cười. "Oanh, giờ khắc này, bên trên bầu trời, lần nữa truyền ra tiếng oanh minh." Nghe được thanh âm này, đám người thân thể cũng không khỏi vì đó run rẩy một thoáng. Nói đùa, lúc này, đại gia nơi nào còn dám đề cập tiên cốt sự tình. Ai dám nói nhiều một câu, Cổ Phong xem không vừa mắt, chính là muốn kéo người đó cùng một chỗ chịu thiên lôi đó là vô cùng đau xót thoải mái thể nghiệm. Phong đế, phong đế, phong đế, phong đế. Giờ khắc này, cửu châu võ giả, ngẩng đầu lên, đại gia lần nữa hưng phấn mà giống to. Trong mắt mọi người vẻ cuồng nhiệt, đạt tới trước đó chưa từng có cực hạn. Lúc đầu bọn hắn chẳng qua là kỳ vọng, kỳ vọng cổ phong có thể giữ được cửu châu, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, khả năng này rất thấp, dù sao mấy trăm giới diện người tới, mấy vạn lôi kiếp cường giả, mà bây giờ, cái này mấy vạn lôi kiếp cường giả, ở tại bọn hắn phong đế trước mặt hiện tại hẳn là không có người nào dám nói nói nửa phần đại gia chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều là theo sau sôi trào lên oanh không chung cái kia trong mây đen thanh sắc hồ quang điện bắt đầu lấp lánh thanh sắc hồ quang điện bộc phát ra uy thế còn muốn vượt qua phía trước cái này côn luân đạo nhân sắc mặt triệt để biến thanh lôi kiếp tiên đạo ngũ giai tư chất tiên đạo ngũ giai tại trong tinh không cũng tuyệt đối xem như một phương cường giả rất nhiều giới chủ không cách nào tưởng tượng, cổ phong vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế tư chất tu hành. Đã không người nào nguyện ý tới, như thế, cổ phong lần nữa cười nhạt, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia ác mộng bộc phát linh mộc bà bà trên thân, lạnh lùng một câu chính là ngươi. Lời nói ở giữa, lôi độn thi triển, tứ sắc hồ quang điện, tại cổ phong trên thân lấp lánh mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cổ phong xuất hiện ở một nguyên giới đám người bên trong, cái kia linh mộc bà bà trước mặt. Bàn tay, trực tiếp đặt tại đầu người bên trên, oanh thiên lôi hạ xuống, chu vi võ giả trực tiếp bị đánh bay. Lại là mười mấy câu cháy khét thi thể, từ không trung rơi xuống. A, à, linh mộc bà bà, bởi vì bị cổ phong lấy vong Trần Hồ lực lượng điều động ác mộng, chính là bị điên, cái này bỗng chốc bị lôi điện bổ tình. Mà nàng vừa rồi bởi vì ác mộng bộc phát, chính là bị điên thời điểm, đối với cái này thiên lôi, căn bản không có nửa phần chống cự. Cái này một thoáng, bị thiên lôi sinh sinh bổ trúng, Tại chỗ toàn thân cháy khét, lập tức trọng thương. Có linh mục bà bà vì cổ phong tiếp nhận một nửa thiên lôi, cổ phong cái này một đạo lục sắc thiên lôi cũng là ngăn cản đến. Thân thể bên trên, cái kia kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời, cổ phong cảm giác được càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Năm lần lôi kiếp, hiện tại, cổ phong đã là một tên năm lần lôi kiếp cường giả. Lão thái bà, cổ phong nhìn về phía linh mục bà bà lạnh lùng một câu, bàn tay một nắm, trực tiếp bóp lấy cổ nàng. Ngươi, khổ khổ Ngươi muốn làm cái gì? Linh mộc bà bà kinh khủng mở miệng, nàng không có chút nào chuẩn bị, bị thiên lôi trọng thương, giờ phút này như thế nào là vừa vặn vượt qua lôi kiếp, tu vi chính là cường hoành cổ phong đối thủ. Cổ Phong, cầu ngươi, đừng giết Huyền Tổ mẫu. Mộc Linh Nhi, giờ khắc này, lúc này khẩn cầu mở miệng. Phong đại ca, van cầu ngươi, không muốn a, à, không nên giết Huyền Tổ mẫu. Mộc Tiểu Cường nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt nước mắt chảy trôi, mở miệng. Có thể thấy được hai người đối với linh mục bà bà tình cảm, sâu đậm. Ha ha, tốt một cái tổ tôn tình thâm, các người có biết, nàng vừa rồi kém chút giết chết lão giả, là ta cửu châu đức cao vọng trọng lão tổ, là ta cổ phong tiền bối, là ta cửu châu tất cả mọi người, chỗ kính ngưỡng người, hắn mà chết, bao nhiêu người, vì đó rơi lệ, vì đó thương cảm. Các ngươi có biết, cổ phong trong thanh âm, mang theo vô biên lạnh ý. Giết, 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 giết cửu châu dưới đám người, trong mắt tràn đầy kiên quyết, cùng kêu lên giống to. Cổ phong, cái kia hấp hối thượng thanh lão tổ, nhìn thấy cảnh này, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn hiểu rõ, cái này toàn bộ, cổ phong là vì hắn mà làm, nếu không bởi vì hắn kém chút bỏ mình tại linh mộc bà bà trên tay, cổ phong sẽ không như vậy nổi giận. Trong nháy mắt, mộc linh nhi cùng mộc tiểu cường, có chút nói không ra lời. Bất luận kẻ nào đều có thân nhân, bất luận kẻ nào đều có để ý bọn hắn người, cũng không phải là chỉ có linh mộc bà bà là như vậy. Cổ Phong mở miệng, "Đạo các ngươi muốn cho nàng sống, ta có thể cho các ngươi cơ hội, các ngươi hai cái, bất kể là ai, chỉ cần nguyện ý lấy tính mạng mình trao đổi, ta có thể thả cái này lão thái bà." Chương 1632, càng đánh càng mạnh. Giờ khắc này, Linh Mộc bà bà ánh mắt biến hóa, nhìn về phía chính mình hai cái này thương yêu nhất hậu bối. Trong nội tâm, kỳ thực không muốn bởi vì chính mình, để hai cái hậu bối bất luận kẻ nào một người chết, nhưng nàng nghĩ hiểu rõ một đáp án. Mộc Linh Nhi người có bằng lòng hay không? Cổ phong nhìn về phía Mộc Linh Nhi mở miệng, Mộc Linh Nhi sắc mặt một bạch, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, cuối cùng cắn răng phía dưới, nhìn về phía Linh Mộc bà bà mở miệng, huyền tổ mẫu, thật xin lỗi, ta sẽ thật tốt thủ hộ Mộc Nguyên Giới. Tại Mộc Linh Nhi xem ra, Linh Mộc bà bà chết, đối với nàng cũng không có to lớn gì tổn thất, lấy nàng tư chất thực lực, ngay lập tức sẽ là Mộc Nguyên Giới tân giới chủ. Linh Mộc bà bà trong lòng chợt lạnh, nàng không nghĩ tới đạt được là như vậy đáp án cổ phong cười lạnh lấy cổ phong nhãn lực sớm đã nhìn thấu mộc linh nhi nàng này một màn này cũng không phải là vượt quá hắn đoán trước mà cũng tại lúc này cái kia mộc tiểu cường lại là trực tiếp quỳ gối cổ phong trước mặt phong đại ca mạng ta cho ngươi ta nguyện ý dùng mạng ta đổi huyền tổ mẫu mạng sống linh mục bà bà run lên trong lòng trong lúc nhất thời cảm động cực kỳ tiểu cường không không muốn nàng lúc này mở miệng cổ phong nhìn về phía mộc tiểu cường ngươi thật nguyện ý thật ta thuở nhỏ không cha không mẹ là huyền tổ mẫu đem ta nuôi lớn mạng ta là nàng cho một tiểu cường mở miệng linh mục bà bà trong nháy mắt cảm động cực kỳ cổ phong gặp tình hình bàn tay đè lại linh mục bà bà đầu ra cái này một thoáng cổ phong đem bắt đầu rút ra linh mục bà bà tu vi lực lượng linh mục bà bà trọng thương như thế phía dưới lại nhận ác mộng ảnh hưởng tại cổ phong trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự rất nhanh linh mục bà bà tu vi hoàn toàn bị cổ phong rút ra Nàng trên thân đã không có chút nào tu vi tại, biến thành một phàm nhân bà lão. Tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí, một cái chín lần lôi kiếp cường giả, cứ như vậy bị phế. Mạng ngươi, là hắn, bảo trụ, cổ phong đối với linh mộc bà bà lạnh lùng một câu, lập tức hất lên. Lúc này, linh mục bà bà, hướng về mục tiểu cường bay lên, bị mục tiểu cường một thanh tiếp được. Huyền tổ mẫu, ngươi không sao chứ, mục tiểu cường quan tâm mở miệng, không có việc gì, linh mục bà bà thở dài mở miệng ánh mắt đảo qua Mộc Linh Nhi, trong đó lộ ra một vẻ lạnh lùng. Mộc Tiểu Cường nhìn về phía cổ phong, đa tạ phong đại ca. Sau này, ta cổ phong, cùng ngươi lại không có chút nào quan hệ. Cổ phong mở miệng, Mộc Tiểu Cường nghĩ lại nói cái gì, lại cũng không nói đến. Cổ phong phi thiên mà tới, đi vào thượng thanh lão tổ trước mặt. Cổ phong, thượng thanh lão tổ cảm động mở miệng, tiền bối, không cần nhiều lời, uống vào, người thường thế hẳn là sẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, Cổ Phong không nói hai lời, đem cái này bao vây lấy linh mộc bà bà tinh thuần tu vi quang đoàn, trực tiếp nhét vào Thượng Thanh lão tổ trong miệng. Cái này kinh khủng tu vi, trực tiếp dung nhập Thượng Thanh lão tổ thể nội. Cổ Phong đã đem tu vi này luyện hóa, còn lại chỉ là đơn thuần tu vi lực lượng. Có cái này linh mộc bà bà nhất sinh tu vi lực lượng dung nhập, Thượng Thanh lão tổ thương thế, bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cổ Phong, lão phu đã ổn. Thượng Thanh lão tổ mở miệng cười. Cổ Phong gật gật đầu, lần nữa bay lên trời. Lần này, không chỉ là bởi vì mục tiểu cường, chủ nếu là bởi vì Thượng Thanh lão tổ không chết, nếu như Thượng Thanh lão tổ chết thật, coi như mục tiểu cường nguyện ý thay linh mục bà bà chết, Cổ Phong cũng sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ Phong lần nữa bay đến bên trên bầu trời, mọi người nhìn Cổ Phong, trong mắt vẻ sợ hãi đã đạt đến cực hạn. Nếu không, bởi vì Côn Luân đạo nhân phong ấn cửu châu giới, rất nhiều người sớm đã thoát đi. Oanh, bên trên bầu trời, thanh âm lần nữa truyền ra, cái kia một mảnh trong mây đen làm sắc hồ quang điện, bắt đầu lấp lánh mà lên. Còn có, đám người tại chỗ chính là biến sắc, làm sao có thể, hắn làm sao có thể nắm giữ như vậy tư chất. Mạnh như côn luân đạo nhân, giờ khắc này, cũng là cảm giác được một trận tim đập nhanh. Làm lôi kiếp, tiên đạo lục giai tư chất, hắn đã không cách nào tưởng tượng, cái này cổ phong, sao sẽ có được tư chất như thế, chẳng lẽ hắn là cái nào thượng giới đại năng chuyển thế hay sao? Mà cổ phong, giờ khắc này, lần nữa cười nhạt, ánh mắt đảo qua đám người mở miệng, lần này, tiếp theo ai đây? Đại gia nghe đến lời này, theo bản năng, chính là cùng nhau giật mình một cái. Hiện tại, ai bị cổ phong coi trọng, cơ bản bên trên chỉ có một con đường chết ra. Cổ phong ánh mắt, khóa chặt tại cung trường tồn trên thân, chính là ngươi. Hộ ta, giờ khắc này, cung trường tồn sắc mặt kịch biến, lúc này giống to một tiếng. Mà theo hắn tiếng giống to này, chung quanh một mực ban đầu thủ hộ hắn cái khác võ giả, hẳn là trong nháy mắt hướng về bốn phía cực nhanh chạy trốn đi. Tất cả mọi người không ngốc, hiện tại ai bị cổ phong chọn chúng, liền chỉ có một con đường chết, đại gia coi như đối với cung trường tồn lại trung thành, cũng không nghĩ vì đó chôn cùng. Lôi độn thi triển, cổ phong đi vào cung trường tồn trước mặt, một trường đặt tại hắn trên đầu. Mà giờ khắc này, cung trường tồn nhận hóa phàm cốc hóa phàm lực lượng ảnh hưởng, trong thân thể tu vi, vô pháp phát huy nửa phần. Oanh, thiên lôi hạ xuống, lam sắc lôi điện cột sáng hung hăng bổ vào cổ phong trên đầu đồng thời cùng cổ phong cùng một chỗ tiếp nhận là cung trường tồn a à, cái này lam sắc thiên lôi cực kỳ kinh khủng cổ phong tiếp nhận phía dưới thân thể trong nháy mắt vỡ vụn da rẻ bên trên trực tiếp trở nên máu thịt be bét vô biên thống khổ truyền đến phong đế đám người cùng nhau kinh hô mà chư dưới đám người nhưng là trong mắt tỏa sáng đại gia hận không thể cổ phong cái này một thoáng liền bị lôi tiếp cho đánh chết Độ kiếp là một kiện rất nguy hiểm sự tình, rất nhiều người không dám thử nghiệm độ kiếp, chính là sợ bị thiên lôi trực tiếp đánh chết. Mà giờ khắc này, chỉ thấy cổ phong thân thể bên trên, cái kia máu thịt be bét ra rẻ, trong nháy mắt đóng vảy, tiếp lấy cái kia đóng vảy trực tiếp rút đi. Mới tinh ra rẻ xuất hiện, cái này ra rẻ, cực kỳ trắng trẻo, nhưng lại không phải thảm bạch, mà là mang theo một loại thánh khiết khí tức. Cơ bắp nhô lên thân thể bên trên, tản ra trong suốt quang huy. Một chút hoa xin si nữ tử, thấy cảnh này, chỉ sợ đều muốn phun ra máu mũi. Sáu lần lôi kiếp lực lượng, uống, cổ phong nắm chặt nắm đấm, khó có thể khống chế phát ra giống to một tiếng, lập tức một quyền đánh ra. Một quyền này phía dưới, nồi điện vây quanh, hư không trong nháy mắt chấn vỡ. Mọi người thấy cảnh này, đều cảm giác tê cả ra đầu. Sáu lần lôi kiếp, trong lúc bất chi bất giác, cái này cổ phong, đã đạt tới sáu lần lôi kiếp. Đồng thời, hắn vượt qua cái này sáu lần lôi kiếp, đều là dị sắc lôi kiếp, lấy hắn tu vi, chỉ sợ hiện tại không nhờ vào ngoại lực, cũng có thể cùng bảy tám lần lôi kiếp cường giả một trận chiến. Côn Luân đạo nhân sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác được uy hiếp. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận, sớm biết cổ phong hiện tại sẽ trở nên như vậy cường đại, ngay từ đầu chính mình nên không hề cố kỵ, trực tiếp đem hắn chém giết. Giờ khắc này, cổ phong trước mặt cung trường tồn toàn thân cháy khét không chịu nổi, đã hấp hối. Phía trước, trừ cổ phong cùng cổ phong muốn giết người bên ngoài, còn có những người khác cùng một chỗ tiếp nhận thiên lôi, mà lần này, bên cạnh hắn người đều chạy hết, chỉ có hắn và Cổ Phong tiếp nhận, mà hắn không có vận chuyển chút nào tu vi. Ngươi, có thể chết. Chương 1633, tử lôi hiện. Cổ Phong mở miệng, đối mặt với cung Trường Tồn, không có chút nào lưu tình, một quyền đem thân thể đánh xuyên. Cung Trường Tồn thi thể từ không trung rơi xuống, mà hắn nguyên thần thoát ra, liền muốn chạy trốn, nhưng Cổ Phong nơi nào sẽ cho loại cơ hội này một thanh trực tiếp đem hắn nguyên thần bắt lấy. Rất tốt, toàn bộ tu vi đều cô động đến trong nguyên thần. Cổ phong ánh mắt đảo qua cái này cung trường tồn nguyên thần, nhạt nói. Cung trường tồn nguyên thần sắc mặt thảm bạch, cổ phong, đừng có giết ta, ta có thể đem phi tiến giới giới chủ vị trí cho ngươi, sau này phi tiến giới thuộc về ngươi, không nên giết. Rất đáng tiếc, ta không cần. Cổ phong lãnh ngữ, vung tay lên. Lúc này, cung trường tồn nguyên thần bên trên linh trí, trực tiếp bị cổ phong sinh sinh xóa đi chư giới võ giả sắc mặt mỗi một cái đều là cực kỳ khó coi sợ bọn hắn thật sợ đầu tiên là phong thiên hành sau đó là linh mục bà bà hiện tại lại là cung trường tồn ba cái chín lần lối tiếp giới chủ tại cổ phong trước mặt hẳn là không thể chống đỡ một chút nào mà hiện tại cổ phong còn tại biến cường cổ phong cầm trong tay cung trường tồn nguyên thần phi thân lên đi thẳng tới đại ma lão tổ trước mặt lão tổ nuốt vào lời nói ở giữa Cổ phong đem cung trường tồn cái này chỉ còn lại có tinh thuần hồn lực cùng tu vi lực lượng nguyên thần, trực tiếp chui vào đại ma lão tổ trong miệng. Đại ma lão tổ nhanh chóng dung hợp cái này trong nguyên thần lực lượng, lúc đầu hấp hối hắn, thân thể khôi phục nhanh chóng. Cổ phong, lão phu thiếu ngươi, chỉ sợ đời này đều trả không hết. Đại ma lão tổ nhìn lấy cổ phong, cảm thán mở miệng. Người ta trước đó, không cần nói thiếu. Cổ phong nhạt nói, lần nữa bay lên trời, lạnh lùng ánh mắt, quét qua tất cả ngoại giới võ giả, lãnh ngữ người kế tiếp là ai đại gia nghe đến lời này đều là giật mình một cái đáng sợ thật đáng sợ hiện tại cổ phong lời nói dường như liền là tử vong đại danh từ giờ khắc này côn luân đạo nhân nhìn về phía cổ phong cười lạnh cổ phong không cần phô trương thanh thế không ai có thể liên tục vượt qua bảy lần lôi kiếp sáu lần chính là ngươi cực hạn đại gia nghe nói ánh mắt đều hơi hơi biến hóa xác thực tất cả mọi người là lôi kiếp võ giả đối với độ kiếp đều là hiểu cơ bản bên trên, liên tục vượt qua 6 lần, liền là cực hạn, cơ bản bên trên không có người có thể ngay cả tục vượt qua 7 lần lui kiếp, chỉ ít mọi người tại đây, đều chưa nghe nói qua. Nói cách khác, cái này cổ phong, đem sẽ không dẫn tới lôi kiếp, nói cách khác, hiện tại chính là giết hắn cơ hội thật tốt. Trong lúc nhất thời, có ít người bắt đầu kích động. a à, cổ phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía đám người, ai cho là ta, vô pháp dẫn tới lần thứ bảy lôi kiếp, cứ việc tới chính là, cổ mỗ phụng bồi tới cùng. Lời nói ở giữa, cổ phong trên thân khí thế kinh khủng, bỗng nhiên tỏa ra. Mặc dù cổ phong chẳng qua là 6 lần lui kiếp, nhưng khí thế bên trên đã không thua 7 tám lần lui kiếp cường giả. Đại gia nghĩ đến phía trước, cung trường tồn cùng phong thiên hành chết thảm, trong lúc nhất thời đồng đều là không dám tiến lên. Côn Luân đạo nhân ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa, chẳng lẽ cái này cổ phong, thật có thể dẫn tới lần thứ bảy lui kiếp hay sao? Côn Luân, đừng nóng vội, ta sẽ đem ngươi lưu tại cuối cùng. Cổ phong nhìn về phía côn luân đạo nhân, một tiếng lãnh ngữ, lập tức ánh mắt quét qua, rơi vào cái kia lưu hỏa giới giới chủ, viêm thiên trên thân chính là ngươi. Viêm thiên vừa rồi, bị cổ phong lấy hồn quy lâm ý cảnh biến thành hồn thụ hút đi nguyên thần, hiện tại chỉ có nhục thân lưu tại nơi này, có thể nói cơ bản không có cái gì sức chống cự. Mà cái kia viêm thiên chu vi lưu hỏa giới võ giả, đều là sắc mặt đại biến. Nhưng qua vài cái hô hấp, bên trên bầu trời, mây đen kia, đều không có lôi điện thai ngén, thậm chí, mây đen kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mây đen muốn tiêu tán, quả nhiên, không ai có thể liên tục dẫn tới 7 lần lôi kiếp. Cái này cổ phong, dừng ở đây, vô pháp nhờ vào thiên lôi, chúng ta đồng loạt ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Coi như hắn lại cường cũng không có khả năng là chúng ta mấy vạn lôi kiếp võ giả liên thủ đối thủ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, hải vân tâm, giờ khắc này, cũng là mở miệng, cổ phong, dừng ở đây đi, không ai có thể liên tục 7 lần dẫn tới thiên kiếp a à, có đúng không cổ phong nhàn nhạt một câu nhìn về phía không trung thiên kiếp đến cũng tại cổ phong cái này mở miệng trong nháy mắt bên trên bầu trời cái kia đã cơ hồ tiêu tán mây đen bỗng nhiên chấn động cái này chấn động phía dưới mây đen kia bỗng nhiên lại là ngưng tụ đồng thời trong đó một mảnh tử quang nộ phóng mà ra cái này tử quang hào quang lóa mắt tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong từng đạo từng đạo tử sắc hồ quang điện ở trong đó thai nghén tử đây là tử Côn Luân đạo nhân mấy người, ánh mắt bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Cũng tại lúc này, Linh Tham Tinh, cái kia cự đại nhân xâm nội bộ bên trong, Bạch Tham nhìn lấy chính mình lệnh bài bên trên lấp lánh tử quang, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tử lôi kiếp, tiên đạo thất giai tư chất, hoàng cấp tư chất, cái này. Giờ khắc này, Bạch Tham trong đầu oanh minh không thôi. Phía trước, xuất hiện lục lôi kiếp, nàng đã đủ chấn động, không nghĩ tới tiếp đó, lại liên tục xuất hiện thanh lôi kiếp, làm lôi kiếp, mà để nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ là xuất hiện tử lôi kiếp. Dẫn tới tử lôi kiếp người, chỉ cần không được thất bại nửa đường, tương lai nhất định có thể thành tựu một tên tiên đạo thất sai tiên hoàng. Tiên hoàng là nhân vật bậc nào, thiên linh tiên vực, chiếm cứ tinh không cực kỳ bao la, từ hạo thiên tiên tôn khống chế, toàn bộ thiên linh tiên vực chỉ có hắn một cái tôn cấp cường giả. Hạo thiên tiên tôn dưới chướng, lại có thất đại tiên hoàng, cái này thất đại tiên hoàng nắm trong tay thiên linh tiên vực phạm vi bên trong bảy cái hoàng cấp tinh vực nói cách khác toàn bộ thiên linh tiên vực chỉ có cái này bảy cái tiên hoàng nếu như xuất hiện cái thứ tám hạo thiên tiên tôn sẽ đích thân đem thiên linh tiên vực bên trong một bộ phận tinh thần chia cho người này để cho khống chế tôn cấp cường giả tứ đại tiên vực riêng phần mình chỉ có một cái hoàng cấp cường giả là mỗi một cái tiên vực trụ cột vững vàng đã lâu tuế nguyệt phía trước tinh không đại chiến cường giả vẫn lạc vô số đến hiện tại trong tinh không cũng là minh tranh ám đấu tứ đại tiên vực lẫn nhau ở giữa, cũng không phải là hòa bình, như là xuất hiện một phương cực mạnh, hoặc là xuất hiện một phương cực yếu, rất nhanh đại chiến nhất định còn muốn bộc phát. Như vậy, đối với mỗi một cái tiên vực tới nói, hoàng cấp cường giả là cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái tiên vực, như là xuất hiện hoàng cấp tư chất yêu nghiệt, đều sẽ bị cao tầng trực tiếp trọng điểm bảo hộ, bởi vì như vậy người, rất dễ dàng lọt vào cái khác tiên vực người cướp đoạt, nếu như vô pháp cướp đoạt đi, cũng sẽ bị cái khác tiên vực người giết chết. Cũng tại thời khắc này, một tên thuộc hạ đi vào cửa đại nhân Sâm bên ngoài, ôm quyền mở miệng, khởi bẩm Tiên Vương đại nhân, ta linh tham tinh vực phạm vi bên trong, toàn bộ tinh thần đều đã truyền đến tin tức, hôm nay không có người dẫn tới lục sắc lôi kiếp. Không có người, cái này sao có thể? Bạch Tham ánh mắt biến hóa, hắn hiểu rõ, người phía dưới tuyệt không dám hướng chính mình nói láo, huống hồ xuất hiện một cái yêu nghiệt, đối với mỗi một cái tinh thần tới nói, đều là cử đại tạo hóa, bọn hắn cũng không cần thiết nói láo. Như thế nói đến cái này dẫn tới dị sắc lôi kiếp người, không tại linh tham tinh vực phạm vi bên trong trong tinh thần, nói cách khác. Chương 1634, khủng hoảng, Bạch Tham ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, cũng tại lúc này, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Bạch Tham, Triệu Kiến Bản Hoàng, nghe được cái này thanh âm, Bạch Tham ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, trước mặt hư không bỗng nhiên chấn vỡ, xuất hiện một cái đường nối màu vàng. Có thể dễ dàng như thế xé rách hư không, mở ra đường hầm hư không chỉ có hoàng cấp cường giả, mà như vậy mệnh lệnh nàng, chỉ có kim bằng tiên hoàng. Bạch Tham không dám do dự, trực tiếp bước vào cái này trong thông đạo. Cổ phong không biết, mình đã kinh động hoàng cấp cường giả. Giờ khắc này, cổ phong nhìn về phía không trung, bên trên bầu trời, là tử sắc hồ quang điện tại trong mây đen lưu truyền. Cái này tử sắc hồ quang điện, tản ra trước đó chưa từng có khí thức khủng bố, cổ phong có thể cảm giác được, lần này lôi kiếp, vượt xa phía trước 6 lần. Cho dù côn luân đạo nhân đám người, giờ khắc này đều cảm giác được bên trên bầu trời cái kia tử sắc lôi điện mang đến áp lực khổng lồ. Thậm chí, bọn hắn cảm giác chính mình hô hấp đều là khó khăn. Thiên uy, đây là vô cùng thiên uy, oanh, giờ khắc này, một đạo tử sắc lôi điện cột sáng mang theo vô cùng khí tức cuồng bạo, từ không trung hung hăng bổ xuống. Lôi độn, cổ phong gặp tình hình thân ảnh chấp động, đi thẳng tới viêm thiên cái kia nhục thân trước mặt. Hỏa lưu giới người, so với phi tiến giới người muốn trung thành rất nhiều, viêm thiên nhục thân bên cạnh, còn rất nhiều hỏa lưu giới võ giả thủ hộ cái này một thoáng hỏa lưu giới có tới hơn trăm người toàn bộ đều bị lôi điện bao trùm tử sắc lôi điện mang theo vô cùng khí tức khủng bố trực tiếp đánh vào cổ phong đỉnh đầu a à, vô cùng đau đớn tại cổ phong trên thân lan tràn ra giờ khắc này cổ phong cảm giác chính mình nguyên thần đều ở lôi điện rèn luyện bên trong vô cùng đau đớn từ linh hồn cùng nhục thân bên trên điên cuồng khuếch tán đau đớn phía dưới cổ phong dung nhan đều là mang theo vài phần vặn vẹo kiếm vô tình nhìn thấy cảnh này trong mắt tràn đầy hãi nhiên cái này từ sắc lôi điện mặc dù là cổ phong lần thứ bảy lôi kiếp nhưng quả thực so với loại người bình thường lần thứ chín lôi kiếp đều khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần cho dù là kiếm vô tình hiện tại đã vượt qua chín lần lôi kiếp đối mặt với cái này từ sắc lôi điện hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn cái này phong nghịch chắc chắn phải chết côn luân đạo nhân mở miệng cái này lôi điện kinh khủng cho dù là hắn đều cảm giác được tim đập nhanh cái này loại kinh khủng thiên kiếp hắn không tin cổ phong có thể vượt qua tất cả mọi người là ánh mắt tụ vào nhìn lấy cổ phong cái kia gần như vặn vẹo dung nhan rất nhiều người đều là cho rằng cổ phong vô pháp vượt qua lần này lôi kiếp a à, không được cổ phong chu vi hỏa lưu dưới đám người toàn bộ kêu thảm vô số cỗ thi thể từ bên trên bầu trời rơi xuống cuối cùng những cái kia bảy lần thậm chí tám lần lôi kiếp võ giả đều không thể chống cự cái này tử sắc lôi điện tiếp tục lan tràn cuối cùng thân thể hóa thành cháy khét nguyên thần bị đánh đến tán loạn bỏ mình tại chỗ hỏa lưu giới bên trong chỉ có một người không tại lôi điện phạm vi bên trong chính là ngôn hỏa hình ngôn hỏa hình tại hướng cổ phong thần phục một khắc này chính là hiểu rõ hôm nay tự mình nghĩ mạng sống nhất định phải cách xa hỏa lưu giới người xem lấy hỏa lưu giới chúng người thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống ngôn hỏa hình thanh âm đều là mang theo run rẩy còn tốt lão tử sớm thần phục bằng không cuối cùng hỏa lưu giới đám người toàn bộ bỏ mình không có một cái may mắn còn sống sót, viêm thiên nhục thân, cũng là bị đánh đến cháy khét. Cũng bởi vì nhờ vào hỏa lưu giới cái này trên trăm võ giả cùng một chỗ tiếp nhận thiên lôi, cổ phong rốt cục ngăn cản đến. Loại lực lượng này, giờ khắc này, cổ phong nắm chặt song quyền, thân thể của hắn bên trên, từ sắc hồ quang điện cuồng bạo mà lên, cái này hồ quang điện tại hắn nhục thân bên trong xuyên toa. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác, hiện lên ở trong lòng. Bảy lần lôi kiếp, giờ khắc này, Cổ phong trong mắt ngậm lôi, hắn chỉ cảm thấy, chính mình hiện tại cho dù không nhờ vả thiên lôi, chém giết 9 lần lôi kiếp, cũng không đáng kể. Lập tức, cổ phong mở miệng, hồn quy lâm, nguyên thần, về. Lúc này, hồn quy lâm bên trong, một đạo ý cảnh lần nữa ngút trời mà đến, hóa thành một gốc hồn thụ. Cái này hồn thụ bên trên, một cái hư ảo đồ văn hiển hiện, tiếp lấy một khỏa nguyên thần từ này hồn thụ bên trong bay ra. Không được, đừng có giết ta, đừng có giết ta viêm thiên nguyên thần mới vừa bay ra ngoài, chính là một chàng thốt lên. Vừa rồi, hắn tại hồn quy lâm bên trong, nhìn thấy diệt thế chi chỉ, cái kia diệt thế chi chỉ hủy diệt toàn bộ kinh khủng, để hắn triệt để tuyệt vọng. Không giết ngươi, thế nhưng là không được, cổ phong nhìn về phía viêm thiên nguyên thần, mở miệng. Viêm thiên tỉnh táo lại, cảm giác được cổ phong trên thân khí thức khủng bố, lúc này kinh hô cổ phong, ngươi, không được, van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý trả giá hỏa lưu giới toàn bộ, toàn bộ toàn bộ đáng tiếc ta không hứng thú cổ phong mở miệng lập tức vung tay lên viêm thiên nguyên thần linh trí trực tiếp bị cổ phong xóa đi cổ phong đem viêm thiên nguyên thần cho hàng long đại sư hàng long đại sư thôn vệ hắn nguyên thần khí tức cực nhanh chuyển biến tốt như vậy rốt cuộc không có nguy hiểm đến tính mạng người kế tiếp sẽ là ai chứ cổ phong ánh mắt đảo qua đám người cái này một thoáng cơ hồ chín đã trưởng thành đều là giật mình một cái thậm chí một chút chỉ có một lần hai lần lôi kiếp võ giả, dọa đến đều là ngồi liệt tại hư không bên trên. Bọn hắn sợ, thật sợ, chín lần lôi kiếp A, à, đây chính là chín lần lôi kiếp giới chủ. Cho dù như vậy cường giả, cũng là không ngừng chết ở cổ phong trong tay, bọn hắn hiện tại há lại là gì? Không được, ta muốn trốn, ta không muốn chết, ta cũng không nghĩ chết, ta muốn trốn, trốn, giờ khắc này, phần đông võ giả, thật triệt để sợ, một chút bài danh ở phía sau giới diện võ giả, giờ khắc này đều như là điên cuồng lên, không ngừng oanh kích hư không. Ý đồ phá vỡ Côn Luân đạo nhân bố trí cấm không đại trận. Côn Luân đạo nhân gặp tình hình, trong mắt lạnh ý hiển hiện, bỗng nhiên phất tay. Cái này một thoáng, kiếm khí lưu chuyển, một chút muốn chạy trốn võ giả, trực tiếp chính là bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Lập tức, đám người sắc mặt thảm bạch tới cực điểm. Trốn, sẽ bị Côn Luân đạo người giết chết, mà không trốn, liền là phải bị cổ phong đánh chết. Cái này dù sao đều là phải chết trong mắt mọi người, đều là mang theo tuyệt vọng. Một đám ngu xuẩn, cổ phong lại cường, tối đa cũng liền vượt qua 9 lần lôi kiếp, liền xem như viễn cổ thời đại trong truyền thuyết Việt thế yêu nghiệt, cũng không có có thể trực tiếp vượt qua 10 lần lôi kiếp phi thăng. Nói cách khác, cổ phong nhiều nhất còn có thể dẫn tới hai lần thiên lôi, hắn thiên lôi phạm vi chỉ có thể bao trùm 10 trường, nhiều nhất đánh chết trăm người, hắn tối đa cũng sẽ còn có thể đánh chết hơn 200 người. Côn luân đạo nhân lạnh lùng mở miệng, hắn hiện tại, đáy lòng đối với cổ phong kiêng kỵ đã rất sâu, hắn tiềm thức, không nghĩ chính mình đối mặt với, hắn còn cần muốn những cái này pháo hôi tồn tại. Giờ phút này, cái kia chu bách Thuật mở miệng, côn luân giới chủ nói không sai, coi như lại bị hắn đánh chết 200 người, chúng ta nơi này còn có mấy vạn người, vượt qua lôi kiếp về sau, cổ phong không có ỉ vào, đại gia có thể đồng loạt ra tay, đến lúc đó, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đại gia sắc mặt, chậm rãi hòa hoãn lại côn luân đạo nhân cùng chu bách thuật lời nói, xác thực không sai chương 1635, âm lôi kiếp. Tất cả mọi người hiểu rõ, hai người nói, xác thực không sai. Nhưng vấn đề chính là, tiếp đó, đại gia không biết, cổ phong muốn bổ ai, ai bị đánh chết, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Cổ phong dáng tươi cười lạnh dần, trong lòng của hắn tự nhiên là không hy vọng, những cái này ngoại giới võ giả, bất kỳ người nào rời khỏi. Lôi kiếp, tới đi, giờ phút này, cổ phong nhìn về phía không trung mở miệng lần nữa. Oanh, bên trên bầu trời, truyền ra tiếng oanh minh, giờ khắc này, đám người chỉ thấy từng đợt hắc sắc hồ quang điện từ trong mây đen hiển hiện. Hắc sắc hồ quang điện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt cuồng biến, phía trước xuất hiện thất thải hồ quang điện, còn tại thất hành bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, đại gia còn có thể lý giải, nhưng cái này hắc sắc hồ quang điện, rốt cuộc là như thế nào quỷ dị tồn tại. Hắc, hắc lôi kiếp, côn luân đạo sắc mặt người, có chút bạch, Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời hắc sắc lôi điện, ánh mắt biến hóa cái này hắc sắc lôi điện mang theo vô cùng khí tức khủng bố, đồng thời lộ ra âm trầm tâm ý. Tiểu tử, người thật muốn nghịch thiên, giờ khắc này, lão ngư chấn kinh thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên. Đây là cái gì lôi kiếp, cổ phong không khỏi hỏi, đây là hắc lôi kiếp, là dị sắc bên trong lôi kiếp, cực kỳ khủng bố tồn tại, hắn không thuộc về thất hành bên trong, mà là thuộc về âm dương bên trong. Hắc lôi kiếp, là âm lôi, lại nói âm lôi kiếp. Dẫn tới cái này lôi kiếp người, cầm giữ có thể tu luyện tới tiên đạo bát giai kinh khủng tư chất lão ngư mở miệng tiên đạo bát giai sao cổ phong trong mắt quang mang chấp nhấp nháy tiểu tử a người vậy mà không kinh ngạc tiên đạo bát giai đó là khái niệm gì đó là trung vị tiên hoàng a cho dù tại toàn bộ tiên vực tối cường là tiên tôn tiên tôn phía dưới là tiên đạo cửu giai thượng vị tiên hoàng sau đó chính là tiên đạo bát giai trung vị tiên hoàng đồng thời cho tới nay đều có một cái truyền thuyết lão ngư kinh hô mở miệng cái gì truyền thuyết?" Cổ Phong hỏi, lão ngư mở miệng lần nữa, "Truyền thuyết, vượt qua âm lôi kiếp người, có thể thông hiểu âm dương, có thể nhìn thấy một chút còn sống người nhìn không thấy đồ vật, cái này thần thông, cực kỳ khủng bố, trong truyền thuyết tu luyện đại thành, có thể khống chế toàn bộ âm quỷ đồ vật." Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, hiển nhiên có thể dẫn là như thế lôi kiếp, tương lai mình thật sự hội tại trong tinh không, gây nên một trận sóng to gió lớn. Giờ khắc này, đám người nhìn lấy bên trên bầu trời, mây đen kia bên trong thay đổi gào thét hắc sắc hồ quang điện đều là cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi oanh cũng nhưng vào lúc này cái kia một đạo kinh khủng hắc sắc lôi điện cột sáng rền vang đánh xuống lôi đột cổ phong không nói hai lời trực tiếp thi triển lôi đột nắm giữ điện chớp bảy màu tại người cổ phong lôi đột thi triển ra tốc độ đã vượt xa chín lần lui kiếp cường giả cực hạn ở đây bên trong bất kỳ người nào muốn tránh đều là không thể nào tránh rơi giờ khắc này cổ phong đi vào cự lực giới giới chủ, bàn tinh thần trước mặt. Đáng chết, không được, bàn tinh thần một tiếng kinh hô, nhưng muốn tránh, là căn bản không kịp, thiên lôi hạ xuống, cự lực giới người, đều là lớn lên cực kỳ cao lớn, cho dù như vậy, cái này một thoáng, 10 cái cự lực giới người, vẫn là bị bao trùm trong đó. Âm lôi kiếp sự khủng bố, bọn hắn không người nào có thể ngăn cản, trong nháy mắt mười mấy người này, toàn bộ bỏ mình tại chỗ, cự đại thi thể từ không trung rơi xuống. A, à cổ phong trong miệng phát ra khàn giọng giống to hắc sắc lôi điện tại cổ phong trong thân thể đi khắp ở giữa cổ phong chỉ cảm thấy chính mình tựa như khoảng cách tử vong rất gần lại hình như khoảng cách tử vong cực xa loại kia sinh tử ở giữa cảm giác để cổ phong linh hồn có chút rung động giờ phút này cổ phong nhìn thấy cái này bên trên bầu trời nổi lơ lửng vô số hư ảo thân ảnh những cái này hư ảo thân ảnh là lấy hướng cổ phong chưa bao giờ thấy qua mà đồng thời cổ phong bên cạnh cái kia bàn tinh thần trong miệng nhưng là phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mặc dù bàn tinh thần vượt qua 9 lần lôi kiếp, nhưng hắn vượt qua 9 lần lôi kiếp, căn bản vô phương cùng cổ phong phía trước vượt qua 7 lần lôi kiếp so sánh, cổ phong cái kia 7 lần lôi kiếp, đều là dị sắc thiên lôi, 7 lần dị sắc lôi kiếp tôi luyện nhục thân, cổ phong nhục thân cường độ đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Như vậy, cái này âm lôi kiếp, giết không được cổ phong. Thiên lôi tán đi, mặc dù bàn tinh thần không có bị đánh chết, nhưng cái kia thân thể khổng lồ cũng là bị đánh đến một mảnh cháy khét. Hắn khi tức, đê mê tới cực điểm, cơ hồ tiêu tán. Giờ khắc này, cái kia Bàn Lực Phi Thiên mà đến, cao giọng mở miệng, "Cổ Phong, tha phụ thân ta mạng sống, cầu ngươi, van cầu ngươi. Cầu ta, Bàn Lực, ngươi có biết, mạng ngươi là ai cứu?" Cổ Phong nhìn về phía Bàn Lực, lạnh lùng một câu. "Ngươi, là ngươi, nếu không năm đó ngươi đem nhà tù mở ra, đại gia đã sớm bị mang về cản thi phái." hôm nay đã sớm không rõ sống chết, cổ phong, mệnh ta, là người cứu. Bàn lực nhìn về phía cổ phong, lúc này mở miệng nói ra. Bên trên bầu trời, có rất nhiều người, đều là năm đó tham gia vạn giới lịch luyện người, năm đó bọn hắn bị vây ở trong phòng giam, là cổ phong cứu giúp. Vừa rồi, ta chưa độ lôi kiếp thời điểm, đám người muốn vây giết ta thời điểm, người có từng khuyên qua phụ thân ngươi không nên động thủ. Cổ phong nhìn về phía bàn lực, nhạt nói, cổ phong, thật xin lỗi, là ta, là ta sai, cầu. Oanh, bàn lực mở miệng ở giữa, cổ phong đã một trưởng oanh ra. Bàn lực, trong nháy mắt đầu chấn động, thất khiếu chảy máu, nguyên thần trực tiếp bị chấn nát, tại chỗ bỏ mình. Hắn không phải một tiểu cường, cổ phong cùng không có giao tình, ngược lại, là hắn thiếu cổ phong. Trọng yếu nhất là, cổ phong tại bàn lực bên cạnh, nhìn thấy rất nhiều hư ảo hình bóng, những cái này hư ảo hình bóng trên thân, đều là mang theo cửu châu giới khí tức, hiển nhiên là cửu châu giới chết oan võ giả vừa rồi cổ phong chưa xuất quan thời điểm bàn lực tham gia đại chiến tay bên trên nhiễm cửu châu giới máu người cổ phong đương nhiên sẽ không lưu hắn đường sống mà cổ phong một trưởng này giết bàn lực về sau cổ phong nhìn thấy hắn chu vi những cái kia hư ảo hình bóng chính là tiêu tán đáng chết người chết những cái này oan hồn tự nhiên liền sẽ biến mất lão ngư vì sao những người khác nhìn không thấy những cái này oan hồn cổ phong mở miệng lão ngư mở miệng oan hồn là đời này bên trên quỷ dị nhất tồn tại là âm quỷ đồ vật bên trong đặc thù tồn tại nếu không thông hiểu âm dương vốn không thể nhìn thấy vượt qua âm lôi kiếp sau này ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều những người khác nhìn không thấy đồ vật cổ phong ánh mắt rơi vào bàn tinh thần trên thân phát hiện hắn bao quanh oan hồn càng nhiều hiển nhiên cái này bàn tinh thần vốn cũng không phải là người tốt lành gì cổ phong ngươi oanh căn bản không cho bàn tinh thần nói nhiều cơ hội cổ phong liền đem tại âm lôi kiếp phía dưới trọng thương hắn ung dung oanh sát xóa đi hắn nguyên thần bên trên linh trí, cổ phong đem cái này nguyên thần, cho lão hầu tử. Lão hầu tử thôn vệ cái này tinh thuần nguyên thần lực lược, vốn là hấp hối hắn, lần nữa có sinh cơ. Mọi người thấy cổ phong, trong mắt vẻ tuyệt vọng, đã càng ngày càng đậm. Cho dù mạnh như côn luân đạo nhân, giờ khắc này, cũng không dám tùy ý nói chuyện. Đại gia, đều lặng lặng nhìn lấy cổ phong, chương 1636, 10. Tất cả mọi người tin tưởng, cổ phong khẳng định sẽ còn dẫn tới đạo thứ 9 thiên lôi. Cái này đạo thứ 9 thiên lôi, bổ ai, người đó chết là việc tất nhiên. Bất quá, đại gia trong lòng cũng tại phỏng đoán, cái này cổ phong phía trước dẫn tới tám đạo thiên lôi, một đạo so với một đạo mạnh, cái này đạo thứ 9 thiên lôi, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể ngăn cản lại đến. Lão ngư thanh âm, giờ khắc này ở cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong, lấy ngươi vượt qua tám lần dị sắc lôi kiếp thực lực, thêm bên trên dung hợp cửu châu bản nguyên, chiến những người này cũng đã không có vấn đề. Lão phu có nhất bí thuật Đem Phong Nguyên Thuật, triển khai phép thuật này, có thể đem bản thân tu vi khí tức triệt để phong ấn, như vậy ngươi đem sẽ không dẫn tới lần thứ 9 thiên lôi, lấy ngươi tình huống bây giờ, lần thứ 9 thiên lôi kinh khủng, chỉ sợ ngươi. Cổ Phong lại là trực tiếp đem lão ngư cắt ngang, "Lão ngư, ta Cổ Phong tu hành đến nay, chưa bao giờ hướng về bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cúi đầu, cho dù thiên lôi cũng giống như vậy, hôm nay ta như trong lòng sợ, vậy liền không phải ta Cổ Phong." "Ngươi, ai?" ha, à, lão phu hội tận lực bảo vệ ngươi. lão ngư thanh âm tại cổ phong đáy lòng vang lên. cổ phong sắc mặt càng ngày càng bình thản, nhìn về phía không trung, một tiếng nhạt nói thiên lôi tới đi. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nhìn về phía bên trên bầu trời. chỉ thấy bên trên bầu trời cái kia trong mây đen, bỗng nhiên vô biên bạch sắc hồ quang điện lấp lánh mà lên. bạch côn luân đạo nhân hải vân tâm công dương vũ ba người trong nháy mắt đôi mắt trừng lớn, trong đầu oanh minh bọn hắn đồng đều là nhớ tới một cái truyền thuyết. Cũng tại lúc này, thiên linh thiên vực, hoàng cấp tinh vực thiên bằng tinh vực, thiên bằng tinh. Thiên bằng tinh là một khỏa hoàng cấp tinh thần, bởi vì bên trên hắn có một cái tiên đạo thất giai hoàng cấp cường giả, kim bằng tiên hoàng. Kim bằng tiên hoàng là thiên linh thiên vực thất đại tiên hoàng một trong, thân là thiên bằng tinh tinh vực vực chủ, quản lý trên trăm khỏa vương cấp tinh thần. Ngày hôm nay, kim bằng tiên hoàng trong tay tiên hoàng lệnh đột nhiên chấp động. Đại điện bên trong, Kim bằng tiên hoàng, nhìn về phía bạch tham mở miệng, còn không có tìm được người này vị trí. Khởi bẩm tiên hoàng đại nhân, thật không có, tiểu nhân dưới chứng toàn bộ tinh thần đều đã truyền đến tin tức, không có dẫn tới dị sắc lôi kiếp người xuất hiện. Bạch tham cung kính mở miệng, làm sao lại có loại chuyện này? Kim bằng tiên hoàng một đôi mày kiếm bốc lên, mở miệng, người này, tư chất 10 vạn năm chỉ sợ cũng khó gặp một lần, ta triệu kiến người thời điểm, hắn vẻn vẹn dẫn tới tử lôi kiếp, mà bây giờ, hắn đã dẫn tới âm lôi kiếp, người này chỉ cần hảo sinh bồi dưỡng, trưởng thành, thậm chí tương lai độ cao, còn tại bản hoàng bên trên. Đối với cái này thần bí yêu nghiệt, kim bằng tiên hoàng là 10 phần mong đợi, chỉ cần có thể đem một người như vậy thu nhập dưới chướng, thu hắn làm đệ tử, tương lai kỳ thành lại càng cao, đối với chính mình tạo hóa cũng lại càng lớn. Kim bằng tiên hoàng vây ở tiên đạo thất sai đã mấy chục vạn năm, như là lần này bồi dưỡng, có lẽ sau này có thể giúp hắn đột phá cũng nói không chừng. Mỗi một cái dẫn tới âm lôi kiếp người, đều cô động thành âm lôi nhãn, có thể nhìn đến toàn bộ thường nhân nhìn không thấy âm quỷ đồ vật, như vậy người, tại các đại thế lực, đều là bị lôi kéo đối tượng. Bạch Tham cũng là mở miệng, kim bằng tiên hoàng nhướng mày, người nói là, người này khả năng đã bị cái khác tiên vực người trước một bước phát hiện, cướp đi. Đại nhân, không phải không có khả năng này, như vậy yêu nghiệt, mặc kệ cái nào tiên vực, chỉ cần tìm được, đều sẽ lập tức thu nhập dưới chướng, tuyệt đối không thể có thể buông tha. Bạch Tham mở miệng, lập tức lại nói, đại nhân, chẳng qua còn có một cái khả năng. Làm sao, Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng, Bạch Tham Đạo, có lẽ, người này không tại trong tinh thần, mà là tại. Vù, cũng tại lúc này, Bạch Tham trong tay lệnh bài, cùng Kim Bằng Tiên Hoàng trong tay lệnh bài, cùng nhau chấn động. Đều là tản mát ra nóng bỏng Bạch Quang, cái này Bạch Quang mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, giống như chính nghĩa dáng lâm cái này thiên địa ở giữa. Dương lôi kiếp, đây là thiên hạ trí dương chi lôi bạo phát dương lôi kiếp. Kim Bằng Tiên Hoàng lúc này chấn kinh mở miệng, Bạch Tham mở miệng, đại nhân, ta đoán xem ra không sai, người này căn bản là không có ở ta Linh Tham Tinh vực phạm vi bên trong trong tinh thần, mà là tại ta Linh Tham Tinh vực phía dưới hạ giới bên trong. Hạ giới? Dù là Kim Bằng Tiên Hoàng, giờ khắc này đều là ánh mắt biến hóa. Hạ giới bên trong, người này đều có thể đạt tới yêu nghiệt như thế trình độ, nếu như tại tiên khí nồng đậm trong tinh không tu hành, người này tư chất lại sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Dương Lôi Kiếp như là vượt qua cái này lôi kiếp, nắm giữ tu hành đến tiên đạo cửu giai tư chất, tiên đạo cửu giai, đó là thượng vị tiên hoàng, mặc kệ tại tứ đại tiên vực bên trong, bất luận cái gì một cái tiên vực, đều là gần với tiên vực chi chủ tồn tại. Kim bằng tiên hoàng đều là thở phào một hơi, lập tức tiếp tục mở miệng, đồng thời, vượt qua dương lôi kiếp người, bản thân nắm giữ trí dương chi lôi, khắc chế toàn bộ âm quỷ đồ vật, là tất cả âm quỷ ma tu ác mộng. Đại nhân, ta tức khắc liền đi phái người dò xét. Ta linh tham tinh vực phía dưới hạ giới, chỉ có mấy ngàn, muốn dò la xem đi ra, không khó lắm. Bạch tham mở miệng, không cần, bản hoàng trực tiếp lấy bí thuật thôi diễn ra người này liền có thể. Kim bằng tiên hoàng mở miệng, bạch tham ánh mắt biến hóa, tu vi đã tới tiên đạo về sau, là không được có thể tùy ý thôi diễn một ít gì đó, bởi vì thôi diễn là tiết lộ thiên cơ, tiết lộ thiên cơ sẽ ảnh hưởng bản thân thọ nguyên, cho nên, tại trong tinh không, cho dù là một chút cao dai cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng thi triển thôi diễn chi thuật. Nếu không như vậy, hôm nay ngay từ đầu, Kim Bằng Tiên Hoàng sẽ trực tiếp thôi diễn, cũng sẽ không để chính mình đi dò xét. Mà bây giờ, người này tư chất, dẫn tới Dương Lôi Kiếp, đã triệt để Kim Bằng Tiên Hoàng chú ý, Kim Bằng Tiên Hoàng sợ, sợ người này xảy ra biến cố, bị cái khác tiên vực người cướp đi, như vậy chính là được một mất 10. Thời gian sẽ không còn nhiều, không nói hai lời, Kim Bằng Tiên Hoàng, hai tay tại hư không chấn động. Lúc này trong hư không, một cái là bản hư ảnh, trong nháy mắt hiển hiện. Bản hoàng liền muốn nhìn, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng ở nơi nào. Diễn, không nói hai lời, kim bằng tiên hoàng hai tay pháp quyết đánh ra, từng đợt quỷ dị thôi diễn hoa văn, tại la bản hư ảnh chi hiện lên. Bạch tham giờ khắc này, trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn hiểu rõ, thất đại tiên hoàng bên trong, kim bằng tiên hoàng là am hiểu nhất thôi diễn chi thuật, hắn tự mình xuất thủ, người này tức khắc liền có thể dò xét đến. Vù. Cũng tại thời khắc này, cái kia la bàn rung động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, hắn lần nữa rung động, càng là rung động, càng trở nên lợi hại. La bàn bên trên, đồ văn biến hóa, chậm rãi, cô động thành một cái, mười chữ. Phốc, cũng tại lúc này, kim bằng tiên hoàng, bỗng nhiên trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiên hoàng đại nhân, người thế nào? Bạch tham, tức khắc mở miệng, người này, người này nhân quả vậy mà phức tạp tới mức như thế, cho dù là bản hoàng, cũng chỉ có thể thôi diễn ra hắn thân phận bề mặt mà thôi. Kim bằng tiên hoàng, trong mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi. Đại nhân, cái này người chẳng lẽ, chương 1637, cửu lôi trái tim. PS, chúc mừng, một khắc vĩnh hằng, trở thành cuồng võ thần đế mở văn kiện đến nay người thứ nhất minh chủ, cảm tạ, tiểu thiên thật phi thường cảm tạ, người thứ nhất minh chủ, đối với cuồng võ thần đế, đối với tiểu thiên, đều có thật lớn ý nghĩa, tăng thêm một chương, để tỏ lòng biết ơn, Tiểu Thiên hội càng thêm cố gắng, đem càng hay văn chương mang cho đại gia. Cầu NPSLL bà con cô bác ơi. Mặt cười, bạch tham ánh mắt biến hóa. Nàng phía trước thôi diễn, thôi diễn không ra, nàng liền muốn người này thân phận phức tạp, mà hiện tại kim bằng tiên hoàng thôi diễn, cũng thôi diễn không ra. Liền để cho người ta cực kỳ chấn kinh, tại trong tinh không chỉ có một ít đại thế lực, hoặc là ẩn thế cổ gia tộc hạch tâm người mới sẽ có được phức tạp như vậy nhân quả. Người này thân phận nhất định có cự lai lịch lớn, hắn trưởng bối trong nhà thực lực, chỉ sợ còn tại bản hoàng bên trên. Kim Bằng Tiên Hoàng, sắc mặt khó coi mở miệng, Bạch Tham ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến đổi, mặc dù các đại tiên vực bên ngoài bên trên tiên hoàng nhiều như vậy, nhưng mỗi một cái tiên vực đều có ẩn tàng viễn cổ gia tộc, cũng có một chút ẩn tàng cổ lão tông môn, những cái này kinh khủng tồn tại bên trong, nắm giữ hoàng cấp cường giả, cũng không mới mẻ. Mà lấy Kim Bằng thực lực, tại đây Thiên Linh Tiên vực bên trong, tại hắn bên trên người thật sự không nhiều. Đại nhân, chúng ta, bạch tham thăm dò mở miệng, không thể tiếp tục thôi diễn, người này trưởng bối trong nhà thi triển lớn lao thủ đoạn, ta là không thể nào thôi diễn ra, cưỡng ép thôi diễn, sẽ chỉ trêu chọc hắn trưởng bối trong nhà không vui. Hiển nhiên, hắn thì không muốn người bên ngoài biết được tên yêu nghiệt này thiên kiêu tồn tại. Kim bằng thở phào một hơi mở miệng, đại nhân, người này dù sao cũng tại ngài dưới chướng phạm vi xuất hiện, bất cứ lúc nào, hắn cùng chúng ta tinh vực cũng là hữu duyên, không phải là địch nhân mà yêu nghiệt này đã có lớn như thế bối cảnh trong bóng tối chắc hẳn cũng có rất nhiều người đang bảo vệ hắn chúng ta cũng không cần lo lắng hắn hội đang trưởng thành bên trong thất bại nửa đường bạch tham mở miệng kim bằng gật đầu không sai việc này chỉ có thể dừng ở đây đem tin tức phong tỏa không thể để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ để tránh gây nên cái kia tiền bối cao nhân không vui là đại nhân đi xuống đi kim bằng mở miệng phía dưới bạch tham rời đi bạch tham rời đi về sau Kim Bằng trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, 10. Rốt cuộc là ý gì, người này trong nhà xếp hạng thứ 10. Phía sau có 10 cái đại lão, hoặc là Cổ Phong tự nhiên không thể hiểu rõ, Đường Đường Thiên Linh Tiên vực bá chủ một trong, Kim Bằng Tiên Hoàng đều bởi vì hắn thổ huyết. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, bạch sắc hồ quang điện càng ngày càng nồng đậm. Cổ Phong ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Ở đây đại bộ phận ngoại giới người quanh thân bên ngoài, đều nổi lơ lửng hư ảo oan hồn bọn hắn chính mình nhìn không thấy, nhưng cổ phong vượt qua âm lôi tiếp về sau có thể nhìn thấy rất nhiều oan hồn trên thân đều là mang theo cửu châu giới võ giả khí tức, những cái này tay bên trên nhiễm cửu châu giới võ giả tiên huyết người cổ phong đều muốn giết. đám người thân thể bên trên nổi ra gà không ngừng xuất hiện, đại gia e ngại sợ mình bị cổ phong chọn chúng. cũng vào lúc này cổ phong ánh mắt rơi vào cái kia linh vân giới giới chủ vân thiên hạ trên thân bên trên bầu trời bạch sắc lôi điện cột sáng, bỗng nhiên bổ thấp. Lôi độn, cổ phong không chút do dự, lần nữa thi triển lôi độn. Sau một khắc, hắn đi vào vân thiên hạ trước mặt. Oanh, bạch sắc lôi điện cột sáng trực tiếp hung hăng bổ xuống. Cổ phong nhục thân, cho dù vượt qua 8 lần dị sắc lôi kiếp, giờ khắc này, đều là khó có thể tiếp nhận. Lúc này cổ phong ra rẻ trực tiếp tan vỡ, vô số đầu huyết quản trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Đau nhức, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, Bản thân thể bên trên cực nhanh khuếch tán ra. A, à, Cổ Phong gào thét, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim, tại đây kinh khủng lôi điện phía dưới, toàn bộ tan vỡ. A, à, không được, không muốn, Cổ Phong vượt qua 8 lần dị sắc lôi kiếp, đều là bộ dáng như thế, bên người, Phần Đông Linh Vân dưới người, hạ chàng có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Linh Vân dưới người, tại trong tiếng kêu thảm, toàn bộ trong nháy mắt bỏ mình cái kia ban đầu ở sát lục tinh bên trên cùng cổ phong nhiều lần giao phong vân du thiên trực tiếp bị đánh chết tại trước khi chết hắn nhìn về phía cổ phong trong mắt mang theo ghen ghét không cam lòng nếu như lại cho hắn sống lại một lần cơ hội hắn sẽ không lại lựa chọn cùng cổ phong là địch mà linh vân giới giới chủ chín lần lôi kiếp vân thiên hạ nhục thân trong nháy mắt tan vỡ hắn nguyên thần muốn chạy trốn mà màu trắng kia lôi điện hạ xuống hắn nguyên thần cũng là trong nháy mắt tan vỡ dương lôi kiếp Chí dương thiên lôi, cho dù 9 lần lôi kiếp hắn, cũng không cách nào tiếp nhận, căn bản là vô dụng cổ phong xuất thủ, vân thiên hạ, trực tiếp chính là bị cái này thiên lôi, xinh xinh đánh chết. Mà giờ khắc này, cổ phong đã biến thành một cái huyết nhân. Hắn toàn thân ra rẻ, đã không có một khối hoàn chỉnh. Cổ phong khí tức, dần dần uể oải, cuối cùng, hẳn là cảm giác không thấy. Mọi người nhìn bên trên bầu trời, cái kia bị tiên huyết hoàn toàn nhiễm thấu thân ảnh, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Chết, chết, phong đế đại nhân phong đế đại nhân giờ khắc này phía dưới vô số cửu châu giới võ giả cùng kêu lên hô to cổ phong khí tức thật tiêu tán triệt để tiêu tán trọn vẹn mấy chục cái hô hấp toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ đại gia không thể tin được cái này cổ phong hội thật bị thiên lôi đánh chết tiểu tử đã ngươi chết ngươi toàn bộ liền đều là bản tôn giờ phút này bách thuật giới giới chủ chu bách thuật nhìn thấy cảnh này trong mắt trong nháy mắt dâng lên vẻ tham lam Hắn thấy, Cổ Phong mặc dù chết, nhưng vượt qua 8 lần dị sắc thiên lôi, lại bị lần thứ 9 màu bạc thiên lôi bổ thân, trong cơ thể nhất định đã nắm giữ cửu hành lực lượng. Chu Bách thuật, nhất sinh nghiên cứu thất hành võ kỹ, nhưng chỉ duy nhất vô pháp chạm đến thứ 8 được cùng thứ 9 được. Như vậy, Cổ Phong thân thể này, hắn thấy, chính là một tòa bảo tàng khổng lồ, đối với hắn có tác dụng cực lớn, chỉ cần đem Cổ Phong thể nội cửu hành lực lượng đều hấp thu, Chu Bách thuật cho rằng mình coi như không nhờ và tiên cốt, cũng có thể thành công phi thăng đều là bản tôn, giờ khắc này, chú bách thuật phi thiên mà đến, một trường hung hăng đặt tại cổ phong nơi buồng tim. Tiếp theo, chú bách thuật, thể nội thất hành linh khí bạo tẩu, rót vào cổ phong thể nội, thử nghiệm dẫn động cổ phong thể nội cử hành lực lượng. Mà cũng vào lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Bành, một đạo cửa đại tiếng tim đập, dường như huyền lôi nổ vang, vang lên bên tai mọi người. Cái này tiếng tim đập, đến từ cổ phong trái tim. Theo cái này một đạo nhảy lên thanh âm, cổ phong trái tim bên trong, xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, cửu sắc hồ quang điện lóe lên, cái này cửu sắc hồ quang điện còn quấn cổ phong đã viết dạn dày đặc, gần như tan vỡ trái tim, đem cái này phá toái trái tim, núi liền cùng một chỗ. Đây là cái gì? Chu Bách thuật ánh mắt biến đổi, tiếp lấy hắn cảm giác cổ phong nơi trái tim trung tâm, truyền đến một đạo kinh khủng hấp xả lực lượng. Bành, 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 tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, cổ phong tim đập càng lúc càng nhanh, hắn trong thân thể, cửu sắc hồ quang điện bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, đem hắn phá toái ngũ tạng lục phủ, phá toái xương cốt, huyết nhục, hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Không được, đáng chết, không muốn, không muốn. Chu Bách Thuật vốn muốn hấp thu cổ phong thể nội cửu hành lực lượng, mà giờ khác này cái này kinh khủng hấp xả lực lượng truyền đến, hắn căn bản vô phương ngăn cản, thể nội thất hành lực lượng bao quát chính mình tu vi, thọ nguyên, toàn bộ bị hấp xả mà đến. Cửu hành, áp chế hoàn toàn thất hành, hắn căn bản bất lực phản kháng. Mà theo thể nội cửu sắc hồ quang điện cực nhanh lưu chuyển, thêm bên trên hấp thu cái này chu bách thuật tu làm sinh mệnh, cổ phong thương thế cực nhanh chuyển biến tốt, hắn tổn hại ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục nhanh chóng khép lại. Không được, tiếng kêu thảm thiết, chu bách thuật thân thể cực nhanh khô quát xuống phía dưới, tu làm sinh mệnh điên cuồng biến mất, cuối cùng cả người hắn hóa thành thây khô. Từ không trung rơi xuống xuống, nhìn thấy cảnh này, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chu Bách Thuật, thế nhưng là tại vạn giới bên trong, bài danh thứ tư giới giới chủ A. Mà bây giờ, cứ như vậy, bị sinh sinh hút khô, cái này so với bị cổ phong một quyền đấm chết, còn khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bá, giờ khắc này, cổ phong mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, cửu sắc hồ quang điện quang mang chớp nhấp nháy. chương 1638, bản nguyên chi lôi. Chín lần lôi kiếp, giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác, từ trong thân thể bộc phát ra cổ phong trái tim bên trong cửu sắc hồ quang điện quang mang chớp nhấp nháy cả quả tim đã bị cửu sắc hồ quang điện bao trùm cổ phong chỉ cảm thấy tim mình càng thêm cường đại trái tim là nhục thân căn bản trái tim bất tử là nhục thân không diệt mà hiện tại nắm giữ cái này cửu lôi trái tim có thể nói cái này nhục thân chỉ cần không trong nháy mắt hóa thành cho tàn coi như nhận trọng thương nữa cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn lôi giờ khắc này cổ phong không khỏi tự nói trong lòng của hắn một loại trước đó chưa từng có minh mộ xuất hiện vượt qua 9 lần lôi kiếp nắm giữ cửu lôi trái tim cổ phong chỉ cảm thấy chính mình đối với lôi chi ý cảnh cảm mộ đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao lôi chi ý cảnh hư giai đại thành tại trước kia cổ phong chưa bao giờ cảm mộ qua lôi tri ý cảnh mà dựa vào lần này độ kiếp hẳn là trực tiếp cảm mộ lôi tri ý cảnh đồng thời đạt tới hư giai đại thành cấp độ tất cả mọi người nhìn lấy cổ phong sắc mặt đều là cực độ tái nhợt thậm chí thân thể đều là mang theo vài phần run dày. Vạn giới bên trong, xếp hạng thứ 10 giới chủ, mỗi một cái đều là 9 lần trong lôi kiếp đỉnh phong tồn tại, mà hiện tại đã bị cổ phong sinh sinh chém giết 7 cái. Xếp hạng thứ 10 giới chủ bên trong, hiện tại chỉ còn lại có công dương vũ, hải vân tâm cùng côn luân đạo nhân ba người. Côn luân đạo nhân đáy mắt đối với cổ phong vẻ kiêng kỵ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, hiện tại cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc một đối với đánh một trận thắng cổ phong. Bất quá, hôm nay nơi này không chỉ có riêng một mình hắn cổ phong chín lần lôi kiếp đã vượt qua hiện tại còn chưa động thủ chờ đến khi nào côn luân đạo nhân lúc này liền là giống to một tiếng cổ phong lại cường cũng chỉ là chín lần lôi kiếp mà thôi không nhờ vả thiên lôi hắn không phải chúng ta đối thủ chúng ta nơi này mấy vạn võ giả giết hắn như lấy đồ trong túi cùng một chỗ động thủ giết giết hắn liền có thể đạt được tiên cốt trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đám người hướng về cổ phong trùng sát mà đến. Tất cả mọi người hiểu rõ, một cá nhân không thể trực tiếp vượt qua 10 lần lôi kiếp, tối đa cũng chính là 9 lần lôi kiếp, như vậy bọn hắn rốt cuộc không có kiêng kỵ, đều trở nên điên cuồng lên. Cũng tại mọi người, hướng về cổ phong trùng sát mà đến thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên chấn động. Oanh, cái này thanh âm, là tiếng sấm, nghe được cái này thanh âm, đám người thân thể đều là bỗng nhiên run rẩy lên. Tiếng sấm, tại sao có thể có tiếng sấm, Cổ phong đã liên tục vượt qua 9 lần lôi kiếp, làm sao sẽ dẫn tới lần thứ 10 lôi kiếp, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp vượt qua cái này lần thứ 10 lôi kiếp phi thăng hay sao? Côn luân đạo nhân đám người ánh mắt, cũng là bỗng nhiên biến đổi. Liên tục vượt qua 10 lần lôi kiếp người, liền xem như trong truyền thuyết, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ tại bên trên bầu trời. Cũng tại thời khắc này, hư không bên trên, cái kia vô biên trong mây đen, mơ hồ hiển hiện hồ quang điện hư ảnh. Những cái này hồ quang điện, hẳn là không có nhan sắc, cũng không phải thực thể, tựa như hư ảo, nhưng cũng vô cùng chân thực. Cái này mỗi một đạo vô sắc hồ quang điện bên trên, không có bạo ngược khí tức, nhưng lại để cho người ta cảm thấy linh hồn đều là đang cùng thuận theo rung động. Cũng tại lúc này, thiên linh tiên vực bên trong, một khỏa dấu ở sâu trong hư không, thường xuyên biến hóa vị trí, loại người bình thường, căn bản không biết hắn vị trí cổ lão tinh thần chỗ sâu. Nơi này, một mảnh tiên khí lượn lờ bên trong, có 9 tòa tiên đài. Mỗi một tòa tiên đài đều là một tôn dựng ngược huyền không núi cao biến thành, mà mỗi một tòa tiên đài bên trên đều có một dạng như ẩn như hiện chi vật. Kiếm, đao, mộc trùy, thụ diệp, lúc này, cái kia chỗ sâu nhất thứ 9 tòa tiên đài bên trên. Cái này tiên đài bên trên, nổi lơ lửng một mặt trống. Cái trống này kiểu dáng cực kỳ cổ điển, hắn hai bên chân trống, hẳn là từ xương cốt chế tạo, cái này xương cốt tản ra khí tức khủng bố, hiển nhiên tuyệt không phải bình thường chi cốt. Mà cái kia mặt trống, càng là từ ra thật chế tạo, cái này ra bên trên, tản ra kinh khủng tiên khí gợn sóng. Lúc này, cái trống này trước mặt hư không, có chút rung động, tiếp lấy một tên mặc áo xanh, dung nhan nho nhã trung niên nam tử, từ trong đó chậm rãi mà ra. Trung niên nam tử trên thân, mang theo một cỗ khó có thể hình dung tôn quý khí tức. Giống như, cái này thiên địa, đều muốn thần phục tại dưới chân đồng dạng. Mà như vậy dạng một cái mang theo vô cùng thượng vị giả khí tức người, nhìn về phía trước mắt cái trống này, vô cùng cung kính hắn gõ nhẹ mặt trống một lần. Vù, mặt trống bay ra chấn động, kinh khủng hồi chấn lực lượng, mang theo trận trận cuồng phong, nếu không thanh y nam tử thực lực thao thiên, đổi lại loại người bình thường, tại cái trống này hồi chấn phía dưới, trực tiếp liền muốn bỏ mình tại chỗ. Sư tôn, xuất hiện, thanh y nam tử mở miệng, vi sư đã hiểu rõ, ra dặn lại mang theo vài phần âm thanh yếu ớt, từ cái trống bên trong truyền ra. Thanh y nam tử nghe nói cái này thanh âm, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, mở miệng, sư tôn, ngài năm đó tổn thương, hạo thiên, người có nhớ, lúc trước phi sư vì sao cho ngươi lấy cái này đạo hiệu? thanh âm già nua lần nữa truyền ra, thanh y nam tử sắc mặt hơi đổi, sư tôn là muốn cho đệ tử lòng có thương khung, khuyên bảo đệ tử tu hành không có cực hạn, bất luận kẻ nào cũng có thể siêu việt. người bây giờ muốn siêu việt phi sư còn chưa đủ. thanh âm già nua truyền ra, lập tức mặt trống bỗng nhiên liên tục chấn động ba lần ba lần chấn động, biến hóa ba đạo vô hình lực lượng hung hăng trùng kích mà đến. Thanh y nam tử sắc mặt đại biến, đưa tay ngăn cản, ngăn lại trong đó hai đạo vô hình lực lượng về sau, đạo thứ ba vô hình lực lượng hung hăng đánh vào ngực. Phốc, thanh y nam tử trong miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất, đối với mặt trống mở miệng, sư tôn, đệ tử biết sai. Sai, ha ha, người không có sai, dã tâm, bất luận kẻ nào đều có, cái này trong tinh không, vốn chính là cường giả vi tôn, bất quá, dã tâm phải phối bên trên thỏa mãn thực lực, người đi đi. Ra dặn mà âm thanh yếu ớt chậm rãi truyền ra, là, thanh y nam tử đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng miệng bên trên chỉ có thể gật đầu nói phải, mà liền tại hắn cương muốn ly khai thời điểm. Vù, giờ khắc này, trong tay lệnh bài bỗng nhiên chấn động. Cái này chấn động phía dưới, tản mát ra một đạo vô hình quang mang. Cái này, bổn nguyên lôi kiếp, thanh y nam tử ánh mắt đại biến, bổn nguyên lôi kiếp, đây là trong truyền thuyết lôi kiếp là siêu việt dị sắc thiên lôi tồn tại trong truyền thuyết như là dẫn tới bổn nguyên lôi kiếp là nắm giữ tu hành đến tiên đạo thập giai tư chất tiên đạo thập giai đó là khái niệm gì đó là hạ vị tiên tôn tiên tôn a trong tinh không tứ đại tiên vực bên ngoài bên trên cũng liền riêng phần mình chỉ có một cái tiên tôn thống lĩnh mà thôi tiên tôn tại cái này trong tinh không là gần với cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ tiên đế tồn tại thậm chí dẫn tới bản nguyên thiên lôi người một khi vượt qua cái này lôi kiếp, bản nguyên chi lôi liền sẽ cô động tại thể nội, cái này bản nguyên chi lôi, có thể hóa thành các loại thuộc tính chi lôi, là vạn lôi chi tổ. Có thể nói cái này lôi một khi tu luyện tới đỉnh phong, có thể hiệu lệnh thương khung toàn bộ chi lôi. chương 1639, cửu cốt thủ hộ. Có thể tưởng tượng, một cái vượt qua bổn nguyên lôi kiếp người, một khi trưởng thành đến tiên đạo thập giai đó là kinh khủng bực nào tồn tại, điều động thương khung toàn bộ chi lôi, Bình thường Tiên Tôn, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà bây giờ, Thiên Linh Tiên vực bên trong, vậy mà xuất hiện một cái như vậy thiên tư nhân vật. Đối với người này, tại hắn dẫn tới tử sắc lôi kiếp thời điểm, Thanh Y nam tử vốn là nghĩ điều tra, nghĩ hiểu rõ là ai muốn đem hắn lôi kéo đến bên người. Nhưng, hắn Sư Tôn hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tham gia việc này. Thanh Y nam tử nhịn không được nhìn về phía mặt trống mở miệng, Sư Tôn, như vậy một cái cực hạn yêu nghiệt, như không thêm vào bảo hộ chỉ sợ. Vi sư nói ra, hiện tại, người dám làm trái sao? Mặt trống bên trong, truyền ra già dặn thanh âm, thanh âm lần này hiển nhiên có chút băng lãnh. Đệ tử không dám, đệ tử không dám, đệ tử cái này liền cáo từ, ngày khác lại tới vấn an sư tôn. Thanh y nam tử sắc mặt đại biến, tức khắc đứng dậy, tại hắn quay người trong nháy mắt đáy mắt hiện lên ngoan ý, trong đó lộ ra một vẻ ẩn tàng sâu đậm sát cơ. Giờ khắc này, cái trống bên trong, cái trống bên trong là một cái không gian kỳ dị Một cái bắp thịt cả người nhô lên Nhưng khí thức lại là cực kỳ đê mê Như là chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán Lão giả ngồi ở chỗ này Cũng tại thời khắc này Hắn thường bạch nét mặt bên trên Hiện ra một nụ cười bổn nguyên lôi kiếp Haha ha, tốt rất tốt Cổ phong không biết Cái nào đó cổ lão tinh thần bên trên Lão tổ cấp nhân vật Giúp hắn che lấp cái này toàn bộ Giờ khắc này nhìn lấy bên trên bầu trời Cái kia hư ảo hồ quang điện cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Tiểu tử, vượt qua kiếp nạn này, chỉ cần cẩn thận tu hành, chỉ cần không nửa đường chết hiểu, người tương lai sẽ cùng chủ nhân một dạng, đạt tới tôn cấp. Lão ngư gần như run rẩy thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Hắn nguyên bản nghĩ, quyền lực phụ tá cổ phong, cổ phong có thể tu luyện tới cái kia cấp độ, thì nhìn lão thiên an bài, hắn căn bản vô phương tưởng tượng, cổ phong có thể dẫn tới truyền thuyết cấp bổn nguyên lôi kiếp. Lần thứ nhất, hắn cảm giác chính mình thật chứng kiến hy vọng, chứng kiến khôi phục xong ngư tiên vực hy vọng. Tôn cấp, cổ phong trong mắt, cũng là hào quang lóe lên. Tất cả mọi người ở đây, côn luân đạo nhân, cùng tất cả mọi người, ánh mắt đều là ngây dại ra. Vô sắc lôi, đừng nói người bình thường, liền xem như côn luân đạo nhân mấy người, cũng là chưa từng nghe nói qua. Oanh, giờ khắc này, một đạo vô hình lôi điện cột sáng, từ bên trên bầu trời, trực tiếp xinh xinh đánh xuống. Có thể nói là chậm chạp, nhưng chẳng qua một cái chớp mắt ở giữa, bản nguyên thiên lôi chính là bao trùm bên trên bầu trời, phương viên trăm trượng khu vực, những cái kia cho rằng cổ phong không cách nào lại dẫn tới thiên lôi, hướng về cổ phong trùng sát mà đến võ giả, giờ phút này có tới trên vạn người bị lôi điện bao trùm. Cái này hơn vạn lôi kiếp cường giả, liền kêu thảm cơ hội đều không có, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lui ra phía sau, côn luân đạo nhân gặp tình hình, quát khẽ, lúc này, toàn bộ cái khác ở phía xa còn sống người, trong nháy mắt cực nhanh lùi bước. Bên trên bầu trời, Lấy Cổ Phong làm trung tâm, phương viên trăm trưởng khu vực, không có người nào. Vô sắc lôi điện quang trụ từ không trung tiếp tục giáng lâm. Xung quanh những người khác đều chết, chỉ có Cổ Phong còn sống. A, à, Cổ Phong kêu thảm, thân thể của hắn bên trên, huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt tan vỡ, khoảng cách hóa thành huyết nhân. Cái này thiên lôi uy lực vượt xa khỏi Cổ Phong tưởng tượng, căn bản không phải âm lôi kiếp cùng dương lôi tiếp có thể so sánh với. Cửu lôi trái tim, Cổ Phong giờ phút này cắn răng quát lên. Lúc này, trái tim của hắn bên trong, cửu sắc lôi điện điên cuồng lưu chuyển mà ra, khuếch tán đến toàn bộ thân thể các nơi. Cửu sắc lôi điện khuếch tán phía dưới, đem cổ phong vỡ nát ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục nhanh chóng kết nối, đồng thời nhanh chóng trị liệu. Nhưng mà, cửu sắc lôi điện trị liệu mặc dù nhanh, lại so không bên trên bản nguyên lôi điện kinh khủng, bản nguyên lôi điện tiếp tục giáng lâm, thân thể lại là tan vỡ. Trong lúc nhất thời, cổ phong nhục thân hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một đám mưa máu, bị một mảnh cửu sắc lôi điện chỗ kết nối. Cổ phong nhục thân, duy nhất hoàn chỉnh bộ vị, chỉ có viên kia nhảy lên trái tim. Nghịch lăng nguyên thần, giờ khắc này, cổ phong quát lên, nhục thân hóa thành huyết phụ, vẻn vẹn chỉ còn lại cửu lôi trái tim, nhưng cổ phong nguyên thần lại không có hư hao. Nghịch chi ý cảnh, lăng chi ý cảnh, giờ phút này điên cuồng bộc phát. Nghịch chi lực, lăng chi lực, cực nhanh bạo tẩu. Nghịch lăng nguyên thần, cực nhanh xoay tròn, hắc kim lưỡng sắc quang mang lóa mắt không ngừng thừa nhận bản nguyên thiên lôi trùng kích, nghịch lang nguyên thần, cửu lôi trái tim, một cái bảo hộ hồn phách, một cái là nhục thân căn bản. Nếu không cổ phong có nghịch lang nguyên thần, nếu không cổ phong phía trước thành công lột xác cửu lôi trái tim, giờ khắc này, đổi lại ở đây bất kỳ người nào đều muốn trong nháy mắt bỏ mình. Nhưng cổ phong, giờ khắc này, cưỡng ép kéo dài chính mình sinh mệnh. Bất quá, bổn nguyên lôi kiếp kinh khủng, còn muốn vượt qua cổ phong tưởng tượng. Hắn phảng phất cảm giác được cổ phong chống cự đến càng mãnh liệt hơn. Cường hoành như cửu lôi trái tim, bên trên hắn cũng là bắt đầu xuất hiện vết rạn, kịch liệt đau nhức truyền đến. Bên bỉ như nghịch lang nguyên thần, giờ khắc này bên trên hắn nghịch chi lực cùng lang chi lực tại bổn nguyên lôi kiếp phía dưới cũng là bắt đầu không ngừng tan vỡ. Tiểu tử, chống đỡ, lão ngư mở miệng, thần hồn lực lượng, điên cuồng tràn vào cổ phong thể nội. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, lão ngư dù sao không có khôi phục đỉnh phong tu vi, hắn thần hồn lực lượng, tại đây thiên lôi phía dưới cũng là cực nhanh tan vỡ muốn chết sao cổ phong trong thanh âm mang theo vài phần cô đơn cái này bổn nguyên lôi tiếp kinh khủng vượt xa cổ phong đoán chừng hắn hiểu rõ dựa vào chính mình lực lượng vô pháp vượt qua mà long cốt là tiên đạo cường giả tiên đạo cường giả là không thể nhúng tay hạ giới người độ kiếp bằng không đem tiếp nhận kinh khủng hơn thiên kiếp không ta không thể chết ta còn không có để nhu nhi chân chính phục sinh còn không có tìm được phụ thân còn không nhìn thấy mụ mụ, ta không thể chết, không thể. Giờ khắc này, cổ phong trong lòng một cỗ mãnh liệt lòng phản nghịch bộc phát ra. Nghịch lang nguyên thần bên trên, khí tức kinh khủng tiêu thăng. Bất quá, cho dù hiện tại cổ phong đem hết toàn lực, tại bổn nguyên lôi kiếp phía dưới, như cũ càng ngày càng khó trèo trống, cứ tiếp tục như thế không ra mười hơi thở, cổ phong nghịch lang nguyên thần cùng cửu lôi trái tim, chỉ sợ đều phải hóa thành cho tàn. Cũng tại cái này lúc mấu chốt, vù, Cổ phong cái kia hóa thành một mảnh huyết vụ nhục thân bên trong, một mai nạp giới hào quang lóe lên. Tiếp theo, trong đó, cửu câu ngọc quan tài bay ra. Cái này, cổ phong chứng kiến cái này cửu câu ngọc quan tài, lúc này ánh mắt biến đổi. Sau một khắc, cửu câu ngọc quan tài, trực tiếp vỡ nát. Tiếp theo, trong đó riêng phần mình một bộ khô cốt bay ra. Một, hai, ba, chín, mỗi một câu khô cốt bên trên, đều có một cái cổ điển con số, chính là cổ vô nhai lưu lại chín câu khô cốt giờ khắc này cổ phong tâm run rẩy hắn tất cả đều minh bạch đây chính là phụ thân vì chính mình trải xuống cuối cùng đường giúp chính mình phi thăng lúc này chín câu khô cốt vây quanh tại cổ phong xung quanh hoàn toàn đem hắn hộ ở trong đó đồng thời chín câu khô cốt bên trên quang mang chớp nhấp nháy trong đó riêng phần mình một đạo thực chất hóa kim mang phóng lên tận trời